Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 192. Thạch Thuần nhếch miệng, nói dễ nghe quá nhỉ. Ngươi không phải người xâm nhập cực tiên mộ luôn sao? Ngươi không ở trong mộ, mộ cũng không phải của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà dùng tư thái chủ nhân tiễu sát người khác chứ? Thế hệ Bùi gia chúng ta đều ở bí cảnh thiên cung, tất nhiên có chức trách bảo vệ cực tiên mộ. Bùi Thanh Phong ngẩn ra, lập tức phản bác. Thạch Thuần nở nụ cười khinh thường, vậy gia tộc chúng ta sống trên trái đất qua nhiều thế hệ, ta cho phép ngươi sống trên trái đất, vậy có phải ta cũng có thể giết ngươi không? Ngươi chính là cưỡng từ đoạt lý. Bùi Thanh Phong mắng một tiếng, ta không ngại nói cho ngươi biết, ngoài ta ra, giới trong còn có không ít cao thủ đang đến đây, chính là muốn giết chết những kẻ xâm lấn giống như ngươi. Phù Diêu tiên tử bên trong cực tiên mộ chính là sinh tử tồn vong của tất cả người giới trong. Không giết sạch đám người xâm nhập các ngươi, bí cảnh vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Ha ha, các ngươi nói cái gì cũng đúng, các ngươi tùy tiện giết người cũng đúng. Tâm trạng Thạch Thuần khá khó chịu, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng các ngươi là ai? Được chỗ tốt bí cảnh thì cứ khư khư giữ lấy, một chút cũng không cho người trên mặt đất. Tư tưởng nhỏ hẹp như vậy còn nói một cách đường hoàng, rõ ràng bụng dạ hẹp hòi thì có, lại còn giả bộ cái gì là hiên ngang lẫm liệt. Đúng là cười chết người. Ngươi, Bùi Thanh Phong nghẹn họng, chỉ có thể tiếp tục nói ra những lời độc ác, kể một ngàn nói một vạn, các ngươi cưỡng ép mở ra cực tiên mộ, chính là đoạn sinh tồn người giới trong chúng ta. Điều này đã gây họa cho tất cả người giới trong, các ngươi không cách nào rửa sạch. Không cách nào rửa sạch thì không rửa nữa chứ sao? Vẻ mặt Thạch Thuần chẳng ra sao cả, hơn nữa, các ngươi cũng không phải rời khỏi bí cảnh thì sẽ chết. Giới trong không thể sống, thì các ngươi ra giới ngoài. Giới ngoài. Ánh mắt Bùi Thanh Phong hiện lên sự khinh thường, ở đó linh khí mỏng manh, gần như bằng không, làm sao có thể là người, chỗ cho chúng ta ở. Chúng ta đều là tu tiên giả. Thạch Thuần cười một tiếng. Lúc này còn giả bộ là tu tiên giả cao cao tại thượng. Nếu mặt đất ở không được, chẳng lẽ chúng ta là người chết sao? Bùi Thanh Phong im lặng. Nói trắng ra, các ngươi không muốn mất đi cảm giác cao cao tại thượng mà thôi. Thạch Thuần ngược lại không thèm để ý suy nghĩ này, trước kia chúng ta cũng chẳng biết bí cảnh là gì, các ngươi có thể tiêu diêu tự tại, coi chúng ta là phàm nhân không chút giá trị. Nhưng bây giờ, chúng ta chẳng những biết bí cảnh, còn có thể tùy ý tiến vào, thậm chí tu vi còn cao hơn các ngươi. Cảm giác ưu việt trong lòng các ngươi không còn nữa, cũng không còn trạng thái thăng bằng. Cho nên chúng ta làm cái gì, các ngươi đều muốn phản đối. Anh rể của ta mang theo chúng ta mở ra cực tiên mộ, chính là vì cứu trái đất, cách cục còn không cao hơn các ngươi sao. Tuy nhiên, các ngươi lại vì chút tư dục của mình, bảo thủ thì không nói, còn muốn ngăn cản, vậy các ngươi có khác gì đám ma tộc kia đâu. Các ngươi tìm nhiều lý do như vậy, đúng là quá ngây thơ. Nếu các ngươi trực tiếp đi tìm anh rể của ta để liều mạng, ta còn bội phục các ngươi là hán tử. Nhưng các ngươi chơi cái trò mai phục, so với phế vật còn không bằng. Thạch Thuần giống như súng bắn liên thanh, nói không ngừng nghỉ. Từng câu từng chữ đều đâm vào tim Bùi Thanh Phong. Bùi Thanh Phong há to miệng muốn phản bác, nhưng lại bị Thạch Thuần dẫm lên, không phát ra được chút âm thanh nào. Ta lười nghe ngươi nói nhảm lắm. Thạch Thuần cười nói, ta không giết ngươi, ngươi hãy tự sinh tự diệt ở chỗ này đi. Nói xong, nàng vẫn không quên cho Bùi Thanh Phong một cước, sau đó thả người bay xuống, dọc theo những ngọn núi lơ lửng, dần dần bay đi xa, rất nhanh biến mất không thấy. Bùi Thanh Phong thấy Thạch Thuần đã rời đi, liền giãy giụa muốn đứng lên, nhưng chỉ cần động nhẹ, cơ thể của nàng ta đã đau đến mức không chịu được. Qua một hồi lâu, nàng mới chịu đau đứng lên. Nàng ta vừa đứng lên, đối diện đã bay đến một bóng người, vừa rồi người kia là ai vậy? Ngươi là ai? Bùi Thanh Phong nhìn người đến, tập trung tinh thần, cau mày quát lớn, trên người ngươi có khí thức của người giới ngoại, ngươi cũng là kẻ xâm nhập, lập tức biến ra ngoài cho ta. Người đến cau chặt lông mày, lộ ra vẻ không thích, tiện tay chém ra một luồng kiếm khí. Hừ, ngươi cho rằng ta dễ khi dễ đúng không? Bùi Thanh Phong cũng nổi giận, nhấc kiếm dùng hết toàn lực. Kiếm như thiểm điện đâm thẳng đến cổ họng đối phương. Vừa rồi, nàng ta bị một tiểu cô nương đùa bỡn. Bây giờ lại có người khinh thường nàng ta như thế, nếu nàng ta không phô diễn một chút sức mạnh của mình,
người khác sẽ cho rằng nàng là một con mèo bệnh mặc người ta khi dễ. Phốc, chỉ thấy kiếm khí kia chém trường kiếm tinh hồng của nàng thành hai nửa, sau đó chui thẳng vào ngực nàng. Ngươi rốt cuộc là... Bùi Thanh Phong mở to mắt, không thể tin nổi, ngã ầm xuống đất, không còn thở nữa. Người đến hờ hững nhìn thi thể một chút, không chút tình cảm ba động, thản nhiên nói, nơi này cách quan thất không xa, cũng không biết tiểu tử kia đã đến chưa nữa. Hy vọng vẫn chưa, như vậy ta vẫn còn chỗ trống. Hắn ta đứng im ngay tại chỗ một lát, cũng không chờ người kế tiếp đến, người này đã lách mình rời đi. Tâm trạng Nhiếp Tiểu Lý có chút bối rối, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng đến đây. Mặc dù tam quan của nàng đã được tái tạo qua một lần ở Hoàng Sơn quê nàng, nhưng độ chấn động không mạnh như bây giờ, cũng không bất lực giống như bây giờ. Khi đó, Hạ Thiên ở ngay bên cạnh, Ninh Nhụy Nhụy cũng đồng hành cùng nàng. Bây giờ chỉ còn có một mình nàng. Vừa rồi, trong cánh cửa toát ra một luồng sương mù màu trắng nồng đậm, tóm nàng thẳng vào bên trong cánh cửa. Đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần, bên cạnh không còn một ai. Tu vi Nhiếp Tiểu Lý không cao, mặc dù đã được Dạ Ngọc Mị huấn luyện một thời gian nhưng cũng chỉ là trình độ trúc cơ kỳ mà thôi. Muốn mau chóng gia tăng cảnh giới, vẫn phải dựa vào nghịch thiên bát châm của Hạ Thiên. Nhiếp Tiểu Lý phát hiện mình đang ở bên cạnh một con sông dài. Con sông này cực kỳ rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối, nhưng tuyệt đối không phải biển. Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy nơi này đang là lòng đất, làm sao có thể có biển được. Huống chi, dòng nước bên trong con sông khá chảy xiết, biển rộng không có khả năng có tốc độ chảy như vậy. Nếu thủy triều lên, sóng nước di động vô cùng có quy luật. Để củng cố căn cứ phán đoán của mình, chính là hàng cây liễu bên bờ, cành lá buông xuống rất tốt. Nhưng không biết vì sao đám liễu này lại lớn gấp 10 lần so với trên mặt đất. Nhiếp Tiểu Lý đứng dưới cây liễu giống như một con thỏ con. Nhụy Nhụy tỷ. Nhiếp Tiểu Lý chậm rãi nhìn xung quanh, nhẹ giọng gọi, San tỷ tỷ. Mọi người có ở đây không? Xung quanh không có ai trả lời. Lát nữa mà không tìm được hai người kia, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhiếp Tiểu Lý cũng không hoảng hốt, từ nhỏ nàng đã khá độc lập. Cũng không có bối rối, chỉ lo lắng làm trễ nãi chuyện của Hạ Thiên mà thôi. Cũng may, Dạ Ngọc Mị đã sớm yêu cầu cung chủ Thiên Cung vẽ lại một tấm bản đồ bên trong cực tiên mộ. Tuy nói, cung chủ Thiên Cung cũng chưa từng tiến vào cực tiên mộ, nhưng nàng vốn do linh khí của Phù Diêu tiên tử biến thành, có thể cảm nhận được một chút ký ức của đối phương, cho nên nàng đối với địa hình bên trong cực tiên mộ cũng có chút ấn tượng. Trên tấm bản đồ, hình như là phải qua sông. Nhiếp Tiểu Lý lấy bản đồ ra, phát hiện quan thất cực tiên mộ hẳn nằm bên kia bờ sông. Sau khi xác định vị trí, trong lòng nàng lại càng thêm yên tâm. Thay vì chẳng có mục đích đi tìm Ninh Nhụy Nhụy và Dương San, chỉ bằng đến quan thất chờ bọn họ thì hay hơn. Nhưng con sông trước mắt không có giới hạn, hẳn không có cách nào bay qua. Đằng trước không có cầu. Nhiếp Tiểu Lý đánh giá xung quanh, không có thứ gì có thể qua sông được. Có lẽ đằng trước cũng chẳng có cầu. Lúc này, một âm thanh cổ quái không biết từ nơi nào truyền đến, mỹ nữ, người muốn qua sông sao? Là ai? Nhiếp Tiểu Lý lập tức cảnh giác, lặng lẽ liếc nhìn chỗ phát ra âm thanh. Từ đằng xa, trên một cây liễu cao đến 10 mét bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Sau đó người này nhảy xuống mặt đất. Nhiếp Tiểu Lý nhìn thấy người này là một lão giả mặc áo gai khoảng hơn 50 tuổi. Trong tay còn cầm một cây chèo thuyền dài 3 mét. Tiểu lão nhân chính là nhà đò ở đây. Lão giả áo gai ôm cây chèo thuyền, cười ha hả nói với Nhiếp Tiểu Lý, ta có cách đưa ngươi đến bờ bên kia, nhưng cũng phải thu lấy một ít chỗ tốt. Trên người ta không có tiền. Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu. Ta không cần tiền, hơn nữa, tiền cũng không dùng được ở giới trong này. Lão giả áo gai cười một tiếng, biểu hiện cổ quái. Nơi này chính là bên ngoài cực tiên mộ, người có thể vào đây nhất định là có chút bản lãnh. Vật mà ta muốn cũng không nhiều, đồng thời cũng không khó. Chỉ cần ngươi đồng ý một việc, tiểu lão nhân sẽ đưa ngươi qua. Ngươi hãy nói là việc gì trước đi. Nhiếp Tiểu Lý vẫn cảnh giác như cũ. Nói như thế, thật ra đồ muốn lại càng nhiều. Lão giả áo gai đáp, một chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi không muốn nói thì thôi. Nhiếp Tiểu Lý quay đầu bước đi. Một chút cũng không trì hoãn. Lão giả áo gai cũng không giữ lại,
chỉ nhẹ giọng nhắc nhở cô nương, người cũng đừng phí sức nữa. Đây là con sông linh khí được hình thành một cách tự nhiên qua vạn năm, không có cầu nhưng vẫn có thể vượt qua. Muốn vượt qua nhất định phải dựa vào công cụ đặc biệt. Nhiếp Tiểu Lý cũng không dễ tin lời ông ta nói, vẫn tiến lên phía trước như cũ. Không biết đi được bao lâu, nàng lại nhìn thấy có hai người bước đến. Một nam một nữ, tuổi tác không nhỏ, nhưng quần áo lại rất hiện đại, cũng có thể đến từ mặt đất như Nhiếp Tiểu Lý. Ồ, vị mỹ nữ kia, ta có thể làm phiền một chút được không? Nam nhân mặc Âu phục thẳng tắp nhìn thấy Nhiếp Tiểu Lý, biểu hiện khá kích động, chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một số chuyện. Bởi vì quần áo có chút tương tự, Nhiếp Tiểu Lý không khỏi có cảm giác thân thiết hơn, nhưng trong lòng nàng vẫn căng ra như dây cung, cũng không thả lỏng cảnh giác. Nhiếp Tiểu Lý bình thản nói, các ngươi muốn hỏi cái gì? Nữ nhân xinh đẹp, tư thái có chút thướt tha nói, ngươi từ bên kia đến, ngươi có biết có cây cầu nào qua sông không? Không có. Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, ta cũng muốn qua nhưng không có cầu. Nam nhân mặc Âu phục lắc đầu cười khổ, ngươi cũng đừng đi nữa, chúng ta từ bên kia đến, cũng không có cầu. Đây không biết là cái nơi rách nát gì nữa, có sông mà không có cầu. Nữ nhân xinh đẹp cau chặt mày, bất mãn nói, còn cực tiên mộ vạn năm gì nữa. Nơi này ngoại trừ cây cối cao lớn, những nơi khác còn không bằng nông thôn. Phù Diêu tiên tử chắc cũng chẳng có gì hơn. Như Yên, nàng im đi. Nam nhân mặc Âu phục khẽ quát, sau đó nói với Nhiếp Tiểu Lý, thật ngại quá, vợ của ta chỉ thuận miệng chút bực vài câu, người xem như không nghe thấy nhé. Nhiếp Tiểu Lý không khỏi khó hiểu, hai người này không hề cảnh giác gì cả, bọn họ tưởng rằng bọn họ đến đây để du lịch sao. Nơi này là nơi quan trọng nhất của bí cảnh thiên cung, cực tiên mộ trong truyền thuyết, nơi bế sinh tử quan của Phù Diêu tiên tử vạn năm trước. Đừng nói nơi này còn có ma tộc tồn tại, thái độ của nữ nhân kia khinh thường như thế, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Ngươi là do ai phái đến? Tiêu Như Yên một chút cũng không thu liếm, ngược lại còn bất thiện nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Lý, có phải ngươi cũng muốn lấy bảo tàng linh uẩn bên trong cực tiên mộ hay không? Nhiếp Tiểu Lý thản nhiên nói, ta là do ai phái đến, muốn làm cái gì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tốt nhất ngươi nên rời đi ngay bây giờ. Tiêu Như Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Lý, tất cả mọi thứ nơi này đều thuộc về Tiêu gia chúng ta, ai cũng đừng hòng đoạt. Nhiếp Tiểu Lý lười nói nhảm với nữ nhân kia, quay người băng qua bọn họ, tiếp tục tiến về phía trước. Ngươi dừng lại. Tiêu Như Yên không khỏi tức giận, nghiêng người ngăn cản Nhiếp Tiểu Lý, hôm nay, nếu ngươi không xưng tên ra, ta sẽ không cho ngươi đi. Nam nhân mặc Âu phục kéo Tiêu Như Yên một cái, nhắc nhở, Như Yên, việc cấp bách bây giờ là nghĩ cách qua sông, đừng gây chuyện nữa. Hừ, chàng làm bộ cái gì? Giữa hai hàng lông mày Tiêu Như Yên hiện lên sự khinh thường, vừa rồi, khi chàng nhìn thấy nữ nhân này đến, hai con mắt chỉ hận không thể trừng ra ngoài. Ta không phải đang giúp chàng hỏi một chút sao? Nói không chừng chàng có thể dính chút tiện nghi đấy. Nhiếp Tiểu Lý tức giận nói, vị nữ sĩ này. Mời ngươi tôn trọng người khác một chút. Có gì mà không tôn trọng? Tiêu Như Yên cười to, tu vi của ngươi không cao, hơn phân nửa chỉ là con tôm nhỏ do một thế gia tu tiên nào đó phái đến. Ngươi chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng để đến đây, còn không phải là vì linh khí sao? Với tu vi của ngươi, cho dù cả một tòa linh sơn khí hải, ngươi cũng không hấp thu được bao nhiêu. Chỉ bằng ngươi làm bé cho chồng ta đi, ta sẽ cho ngươi linh, a. Bốp! Nhiếp Tiểu Lý vung tay tát đến, tát bay nữ nhân kia ra ngoài. Như Yên. Nam nhân mặc Âu phục giật mình kêu lên, vội vàng xông đến đỡ vợ của mình dậy. Ngươi dám đánh ta. Tiêu Như Yên giận tím mặt, đột nhiên dậm chân một cái, trong chớp mắt vọt đến trước mặt Nhiếp Tiểu Lý, đưa tay chụp vào mặt của nàng. Bành. Một bóng người lao đến, một cước đạp bay nữ nhân kia rơi xuống sông. Tiếp theo. Một âm thanh lười biếng vang lên, ngươi dám ra tay với Tiểu Lý ngư của ta, muốn chết đúng không? A, à, Hạ Thiên. Nhiếp Tiểu Lý nhìn thấy người đến, ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ kích động. Tiểu Lý ngư, nàng không sao chứ? Hạ Thiên tiến lên ôm Nhiếp Tiểu Lý vào lòng, bàn tay bắt đầu không thành thật. Mặt Nhiếp Tiểu Lý ửng đỏ, có chút không quen, này, ngươi đừng như vậy. Dám đánh vợ của ta.
tiểu tử, ta lấy mạng của ngươi. Nam nhân mặc Âu phục thấy vợ của mình rơi xuống sông, cũng không vội vã đi cứu, ngược lại bóp quyền phóng đến Hạ Thiên. Ngươi cũng xuống đó luôn đi. Hạ Thiên chẳng muốn để ý đến người này, nhấc chân đạp bay hắn ta xuống sông. Người này rơi xuống sông, cùng với vợ của mình, nhanh chóng bị dòng sông nuốt chửng, một chút bọt nước cũng không văng lên. Nước sông này hình như không ổn. Lại có một bóng người rơi xuống trước mặt Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý, nhìn chằm chằm con sông kia. Nhiếp Tiểu Lý thấy có người đến, lại càng xấu hổ, đành phải nói với Hạ Thiên, có người ở đây. Không cần sợ. Hạ Thiên cười nói, nàng ấy tên Tô Vô Song, cũng là vợ của ta. Nàng có thể gọi nàng ấy là An Tâm Tỷ Tỷ, là gì, hoặc là... hoặc cái đầu chàng đấy. Tô Vô Song tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nắm lấy cổ tay trắng nõn của Nhiếp Tiểu Lý, nhẹ nhàng kéo một cái, giải cứu nàng khỏi ngực Hạ Thiên. Mặt Nhiếp Tiểu Lý đỏ bừng, không ngừng chỉnh lại quần áo của mình. Chưa đến nửa phút ngắn ngủi, người nàng gần như dính độc thủ của Hạ Thiên. Cảm ơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhiếp Tiểu Lý gật đầu với Tô Vô Song. Tô Vô Song thản nhiên nói, ta tên Tô Vô Song, còn được gọi là An Tâm, về phần ngươi thích gọi thế nào thì gọi, tùy ngươi. Vậy ta sẽ gọi ngươi là An Tâm Tỷ Tỷ. Nhiếp Tiểu Lý rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói, ta tên Nhiếp Tiểu Lý, thật ra thời gian ta quen Hạ Thiên cũng không dài. Không cần nói đâu. Tô Vô Song khoát tay, ra vẻ người từng trải, quen nhau như thế nào, quen nhau bao lâu, tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần bị tên lưu manh này nhìn chúng, trên cơ bản hoàn toàn không thoát được. Nhiếp Tiểu Lý mỉm cười xấu hổ, nhất thời không biết nói cái gì. Lúc này, trên bờ sông vang lên một tiếng quát, này, ba người các ngươi có ý gì thế? Tại sao lại làm hỏng chuyện làm ăn của ta? Hạ Thiên nhếch miệng, ai làm hỏng chuyện làm ăn của ngươi? Hai người kia rõ ràng muốn qua sông. Người chèo thuyền xuất hiện, chống cây chèo thuyền xuống đất. Quát ba người Hạ Thiên, đây không phải là việc kinh doanh của ta sao? Ngươi ném bọn họ xuống sông, ta còn kiếm chỗ tốt của bọn họ như thế nào? Đó là chuyện của ngươi. Hạ Thiên khó chịu nói, liên quan gì đến ta? Tô Vô Song ngược lại nghe được tin tức hữu dụng bên trong, vừa lúc chúng ta cũng muốn qua sông, ngươi ra giá đi. Thuyền phu cười hắc hắc, ta đưa các ngươi qua sông, các ngươi lấy được chỗ tốt bên trong quan thất, nhất định phải chia cho ta phân nửa. Tô Vô Song hỏi, vậy nếu chúng ta không lấy được chỗ tốt thì sao? Vậy mỗi người sẽ để lại cho ta 20 năm tuổi thọ. Tuổi thọ. Lông mày Tô Vô Song cau lại, cảm thấy buồn cười, cho dù chúng ta đồng ý, ngươi làm sao mà lấy? Cái này không cần các ngươi quan tâm. Người chèo thuyền nở nụ cười kiêu ngạo, chỉ cần các ngươi lên thuyền của ta, ta sẽ có biện pháp lấy tuổi thọ của các ngươi. Cho nên, các ngươi đồng ý thì mới lên thuyền được. Tô Vô Song quay sang nhìn Hạ Thiên, trưng cầu ý kiến của hắn. Không có gì quan trọng cả, vợ Vô Song, nàng muốn ngồi thuyền, vậy thì chúng ta cùng ngồi chứ sao? Hạ Thiên hời hợt nói, có ta ở đây, các nàng sẽ trường sinh bất tử. Chỉ 20 năm tuổi thọ thôi mà, chẳng khác nào một sợi lông trên 9 vạn sợi lông của một con trâu. Ha ha, vị huynh đệ kia thật biết kể chuyện cười. Người chèo thuyền nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi cười ha hả, ngoài miệng thúc giục, thế ba vị có quyết định lên thuyền của tiểu lão nhân hay không? Tiểu Lý Ngư, người cảm thấy thế nào? Tô Vô Song nhìn Nhiếp Tiểu Lý, cách xưng hô tương tự với Hạ Thiên. Nhiếp Tiểu Lý sửng sốt, sau đó mỉm cười trả lời, ta nghe theo các người. Vậy thì đi thôi. Tô Vô Song gật đầu, nhìn về phía người chèo thuyền, nói, tuổi thọ cái gì, người cũng đừng nghĩ. Nếu quan thất thật sự có bảo tàng, người đưa chúng ta qua sông, chúng ta có thể chia cho ngươi một ít. Ánh mắt người chèo thuyền hơi nhéo lại, lộ ra vẻ tinh ranh, hai, cũng không phải là một chút, mà là một nửa. Không quan trọng. Tô Vô Song thản nhiên nói, nhưng ta có chút hiếu kỳ. Nếu ngươi thật sự có năng lực cướp tuổi thọ của người khác, ta làm sao biết ngươi chỉ lấy 20 năm? Người chèo thuyền hai tay ôm mái chèo, lạnh giọng nói, nếu đã làm, vậy thì phải tuân thủ lời hứa. Nếu không, về sau ta còn lăn lộn như thế nào nữa? Lăn lộn, về sau ngươi còn có thể lăn lộn sao? Tô Vô Song lạnh lùng nói,
Sau khi Phù Diêu tiên tử bên trong cực tiên mộ tỉnh lại, đoán chừng bí cảnh thiên cung cũng mất đi, chứ đừng nói chi con sông này, còn cần loại người như ngươi lái đò làm gì. Mặc dù tiểu lão nhân chỉ là một tán tu bên trong giới trong này mà thôi. Người chèo thuyền nói, nhưng ta cũng là người nói đạo nghĩa. Chuyện mà ta đã nói, tuyệt đối không đổi ý, càng không lừa gạt khách hàng của mình. Tin hay không thì tùy ngươi. Tô Vô Song không khỏi rơi vào trầm tư. Hạ Thiên cười nói, vợ Vô Song, không cần nghĩ nhiều như vậy. Lão già ngu ngốc đó thật ra chỉ có thể cướp của người ta 20 năm tuổi thọ, hơn nữa còn không phải bản lãnh của ông ta. Khi nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng xuống mái chèo nằm trong tay người chèo thuyền. Khách nhân, mời ăn nói cho cẩn thận. Người chèo thuyền giật mình, vội vàng thủ thế với Hạ Thiên, như vậy đi, ta lấy mỗi người các ngươi 15 năm tuổi thọ, như thế nào? Không quan trọng. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi thu được bao nhiêu thì cứ thu bấy nhiêu, nhưng tốt nhất đừng có dở trò. Nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Người chèo thuyền lúng túng cười một tiếng, các vị, bây giờ đi được chưa? Đi thôi. Tô Vô Song gật đầu. Người chèo thuyền bỗng nhiên lấy một lá bùa từ trong ngực ra, nhẹ nhàng lay động, sau đó quăng xuống nước. Chỉ thấy lá bùa đột nhiên phình to lên, trong chớp mắt đã biến thành một chiếc thuyền gỗ không lớn không nhỏ. Ba vị quý khách, mời lên thuyền. Người chèo thuyền cười ha hả, chắp tay nói với Hạ Thiên, Tô Vô Song và Nhiếp Tiểu Lý. Hạ Thiên tay trái ôm Tô Vô Song, tay phải ôm Nhiếp Tiểu Lý, từ mặt đất bay lên, vững vàng rơi xuống đầu thuyền. Thân pháp của công tử không tệ, nhìn ra được hẳn xuất thân từ danh môn tu tiên. Mắt người chèo thuyền sáng lên, nghĩ một đằng nói một nẻo. Người chèo thuyền khẽ chống mái chèo xuống nước sông, mượn lực nhảy lên, rơi vào đuôi thuyền, bây giờ chúng ta đi thôi. Trên bờ bỗng nhiên có người cao giọng hô lên, thuyền ra, đợi ta một chút. Tô Vô Song và Nhiếp Tiểu Lý nghe được âm thanh, phát hiện là một đôi nam nữ trẻ tuổi, mặc quần áo kiểu xưa, trong tay cầm kiếm, hình dạng có chút không tầm thường. Chúng ta cũng muốn qua sông, chờ chúng ta với. Thiếu nữ trẻ tuổi dịu dàng nói với người chèo thuyền. Người chèo thuyền cũng không vội đồng ý, mà đưa mắt nhìn sang ba người Hạ Thiên, hiển nhiên muốn trưng cầu ý kiến của bọn họ. Hạ Thiên hoàn toàn không để ý đến ông ta. Tô Vô Song cố ý không nghe thấy, Nhiếp Tiểu Lý hợp thời cũng giữ yên lặng. Chỗ này của ta đã có khách rồi. Người chèo thuyền thấy vậy, đành phải mở miệng nói với hai người kia, hai vị hỏi ý kiến của ba vị khách nhân kia, hoặc đợi đi chuyến sau. Người thanh niên trẻ tuổi hiển nhiên không muốn ngồi chung thuyền với người khác, thế chuyến sau là khi nào? Nhanh thôi, vừa đi vừa về nửa canh giờ. Người chèo thuyền đáp, vậy thì là một canh giờ. Người thanh niên trẻ tuổi tức giận nói, chờ đến lúc đó, món ăn cũng đã nguội mất rồi. Thiếu nữ xinh đẹp khẽ cau mày, sau đó nhìn ba người Hạ Thiên, bắt đầu thương lượng, ba vị đồng đạo, chúng ta cũng muốn đến Quan Thất. Trên thuyền vẫn còn chỗ trống, chi bằng để chúng ta đi chung một chuyến. Đương nhiên, chúng ta có thể trả tiền. Ở đây, tiền vô dụng thôi. Tô Vô Song lạnh lùng nói, chỉ cần các ngươi bỏ ra nổi thuyền phí. Chúng ta đương nhiên không quan trọng rồi. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn không được liền hỏi, thế thuyền phí là gì? 20 năm tuổi thọ. Tô Vô Song thản nhiên đáp, các ngươi có muốn bỏ ra không? Cái gì, 20 năm tuổi thọ? Nam nhân trẻ tuổi biến sắc, giận dữ nói đùa cái gì vậy? Thế gian nào có loại thuyền phí như vậy chứ? Chẳng lẽ các ngươi là người của ma tộc? Tô Vô Song chỉ người chèo thuyền, ông ta là người định ra. Người muốn chất vấn thì hỏi ông ta đi. Không sai. Người chèo thuyền tiếp lời, thuyền phí chính là thu 20 năm tuổi thọ. Đương nhiên, nếu các người đến Quan Thất, tìm được bảo tàng, đồng ý chia một nửa cho ta, như vậy cũng được. Chia người một nửa. Nam nhân trẻ tuổi lại càng khinh thường, quát lạnh, người thì tính là gì? Chỉ là một người chèo thuyền. Cũng xứng ngấp nghé linh khí trong tiên mộ. Người chèo thuyền cũng tức giận quát lại, vậy thì không cần ngươi xen vào việc của người khác. Các ngươi lên thuyền hay không? Không lên, tiểu lão nhân còn phải chở ba vị khách quý này đi nữa. Lên, chúng ta lên. Thiếu nữ xinh đẹp ngược lại rất quả quyết, trực tiếp đồng ý. Sư muội, nam nhân trẻ tuổi ngăn lại, nói với thiếu nữ xinh đẹp, bọn họ nói không chừng là cùng một bọn.
cố ý gài bẫy để hại chúng ta. Giang hồ hiểm ác lắm, muội tuyệt đối đừng. Thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng nói, sư huynh, nhiệm vụ quan trọng. Nếu chúng ta không thể đến quan thất đúng lúc, đến lúc đó chúng ta sẽ phải chết. Chúng ta không có thời gian do dự ở đây. Nam nhân trẻ tuổi lập tức im lặng. Nhà đò, bọn họ lựa chọn trả thuyền phí như thế nào thì chúng ta cũng làm như thế đó, có thể chứ? Thiếu nữ xinh đẹp hỏi. Người chèo thuyền lập tức thu lại sự tức giận, cười nói, đương nhiên là được rồi. Lên thuyền đi. Bịch bịch. Nhận được sự cho phép, đôi nam nữ nhẹ nhàng vọt lên, nhanh chóng rơi xuống đầu thuyền. Ta tên Vũ Lệnh Giao, đệ tử Đào Hoa Nguyên. Thiếu nữ xinh đẹp vô cùng khách sáo, tiến hành chào hỏi ba người Hạ Thiên, sau đó chỉ về phía nam nhân trẻ tuổi bên cạnh, vị này là sư huynh của ta, Vũ Ứng Hàn. Nam nhân trẻ tuổi mắt cao hơn đầu, chỉ hừ một tiếng với ba người Hạ Thiên, ý khinh thường lộ rõ trên mặt. Thật ngại quá, tính tình của sư huynh ta là như vậy đó. Vũ Lệnh Giao xấu hổ mỉm cười, không biết ba vị đồng đạo xưng hô như thế nào. Đào Hoa Nguyên. Tô Vô Song suy nghĩ, hình như nàng chưa từng nghe qua môn phái này, lập tức trả lời, Tô Vô Song phiếu miểu tiên môn. Nhiếp Tiểu Lý há to miệng, phát hiện nàng hình như không thuộc về bất kỳ một môn phái nào, đành phải nói, ta tên Nhiếp Tiểu Lý, không có môn phái. Vũ Lệnh Giao đợi một chút, thấy Hạ Thiên không lên tiếng, đành phải hỏi, vị đạo huynh này, người không muốn nói hay là khinh thường kết giao với chúng ta? Đạo huynh thì thôi đi. Hạ Thiên lười biếng nói, ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Vũ Lệnh Giao đối với thái độ trung nhị của Hạ Thiên có chút ngoài ý muốn, mỉm cười nói, Hạ đạo huynh thật sự, rất phóng khoáng. Ha ha, người thì tính là cái gì mà tự xưng là đệ nhất thiên hạ? Vũ Ứng Hàn hiển nhiên càng thêm khinh thường, trực tiếp châm chọc, cũng chỉ có loại đệ tử môn phái nhỏ như các ngươi mới tự cho là đúng, một chút tự hiểu bản thân cũng không có. Lông mày Tô Vô Song cau lại, khó chịu nói, người mới tự cho là đúng đấy. Ăn nói cho dễ nghe một chút, đừng muốn chết ở đây. Ngươi nói cái gì? Vũ Ứng Hàn nổi giận, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Vô Song, đừng tưởng rằng ngươi là nữ, dung mạo xinh đẹp thì ta không giết ngươi. Vũ Lệnh Giao vội vàng ngăn sư huynh của mình, nhẹ giọng quát, sư huynh, huynh làm gì vậy? Đừng có làm ẩu, nếu không, đừng trách ta báo cáo lại sư phụ. Hừ, hai tay Vũ Ứng Hàn cầm kiếm, không nói thêm câu nào. Thật ngại quá, ta thay sư huynh của mình xin lỗi ngươi. Vũ Lệnh Giao âm thầm thở dài, sau đó nói lời xin lỗi đám người Hạ Thiên, thật ngại quá, thật ra tính tình của sư huynh ta không xấu, chỉ là hôm nay không biết tại sao. Tô Vô Song đưa tay cắt ngang lời nói của Vũ Lệnh Giao, sư huynh của ngươi và ngươi có chuyện gì, chúng ta không cảm thấy hứng thú. Chúng ta chỉ là ngồi chung một thuyền thôi mà, đợi qua bờ bên kia thì không còn liên quan nhau nữa. Vậy cũng chưa chắc. Vũ Ứng Hàn nheo mắt, giọng nói bất thiện, nếu tất cả đều đến quan thất cực tiên mộ, đơn giản chính là muốn đoạt linh khí cất chứa bên trong. Đến lúc đó còn không phải tranh sinh tử sao? Sư muội, chỉ bằng bây giờ chúng ta. Vũ Lệnh Giao tức đến mức mặt đỏ lên, sư huynh, huynh câm miệng lại đi. Nếu thằng ngu ngươi muốn chết thì có thể nói thẳng. Hạ Thiên cũng có chút khó chịu, lười biếng nói, bây giờ ta có thể thỏa mãn cho ngươi. Vũ Ứng Hàn nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Hạ Thiên, khẩu khí lớn hơn trời. Ngươi có bản lãnh đó không? Kiếm khí lạnh buốt chạm vào mặt gây ra cơn đau nhức. Mấy vị khách nhân, các ngươi tuyệt đối đừng nên tranh đấu. Người chèo thuyền lên tiếng nhắc nhở. Nếu để cho vật trong sông cảm nhận được sát khí, lúc đó mới là chết chắc. Đừng trách lão tiểu nhân không nhắc nhở các ngươi. Nhắc cái dám. Vũ Ứng Hàn không tin mấy chuyện này, quát lớn, mặc kệ trong sông có thứ gì, cũng không tránh được một kiếm của bổn công tử đâu. Hạ Thiên mỉm cười, nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy thì mau biểu hiện đi. Hừ, hèn nhát. Vũ Ứng Hàn tưởng Hạ Thiên nhận sợ, lại càng thêm khinh thường. Vũ Lệnh Giao lại cảm thấy trong lời nói của Hạ Thiên có hàm ý. Nhưng không đợi nàng nghe cho rõ ràng, một giây sau, chỉ nghe một tiếng tõm. Hình như có thứ gì đó rơi xuống nước. Âm thanh gì vậy? Vũ Lệnh Giao sợ hãi cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía đuôi thuyền, đột nhiên phát hiện ở đó không có ai cả, thuyền phu đâu rồi.
Vốn đuôi thuyền đang có lão đầu chèo thuyền, nhưng lúc này lại không thấy tăm hơi. Trên thuyền chỉ còn lại nửa mái chèo cùng một vũng máu đỏ tươi nhìn rất chướng mắt. Chẳng lẽ trong sông có quái vật thật sao? Vũ Lệnh Giao kinh ngạc nói. Vũ Ứng Hàn cũng nhìn về phía đuôi thuyền, cau mày nói, cho dù có như thế nào, chỉ cần nó dám lộ diện lần nữa, bổn công tử nhất định một kiếm chém chết nó. Vậy tại sao vừa rồi ngươi không chém? Hạ Thiên lười biếng hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Vũ Ứng Hàn tính tình nóng nảy, nghe Hạ Thiên nói, lập tức giận sôi lên, làm bộ muốn rút kiếm, tiểu tử, ngươi có gan lặp lại lần nữa đi. Lông mày Tô Vô Song cau lại. Ánh mắt hiện lên sát ý, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên rút kiếm. Trước khi ngươi rút kiếm, ta cũng có thể giết chết ngươi trước. Ngươi muốn chết? Vũ Ứng Hàn bị ánh mắt này làm nhột, đầu tiên là sợ hãi, tiếp theo thẹn quá hóa giận, kiếm đã rút ra khỏi nửa vỏ. Sư huynh, Vũ Lệnh Giao sợ hai bên xảy ra xung đột, không ngừng gọi lại Vũ Ứng Hàn. Ta không chấp nhận các ngươi. Vũ Ứng Hàn cắn răng, hừ nhẹ một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Im lặng không nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt sông. Vũ Lệnh Giao là người cực kỳ hiểu chuyện, cũng biết được tình thế, liền thương lượng với ba người Hạ Thiên, Tô Tiểu Thư, Hạ Đạo Huynh, còn có vị Nhiếp Tiểu Thư, bây giờ tất cả mọi người đều ngồi trên cùng một con thuyền, tình huống trong sông vẫn chưa rõ, chúng ta đừng sinh ra hiềm khích với nhau, mọi người thấy thế nào? Tô Vô Song thản nhiên hỏi, người muốn nói cái gì? Chúng ta nên nghĩ cách qua bên kia bờ sông. Vũ Lệnh Giao bình tĩnh nói, thuyền còn đang trên sông, cũng không biết sẽ trôi đến khi nào. Các ngươi hẳn cũng không muốn chậm trễ thời gian ở đây. Tô Vô Song còn chưa lên tiếng, Hạ Thiên đã nói, chúng ta thích trôi thì trôi, nếu các ngươi nôn nóng thì tự nghĩ cách đi. Sư muội, ngươi lãng phí thời gian với bọn họ làm gì? Vũ Ứng Hàn nhìn không được, lạnh lùng nói, bọn họ chẳng qua chỉ là tu tiên giả kim đan kỳ, có thể tiến vào cực tiên mộ. Hơn phân nửa cũng là trưởng bối tông môn của bọn họ bỏ ra cái giá lớn, để bọn họ vào đây thể nghiệm linh khí tinh thuần dồi dào mà thôi. Hắn chẳng những càn rỡ sốc nổi, lại còn mang theo hai nữ nhân không biết xấu hổ. Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, có chút không được cao hứng, người có bị bệnh gì không? Bản thân bụng dạ hẹp hòi thì thôi đi, lại còn dùng ác ý phỏng đoán người khác, người không ngẫm lại chính mình sao? À, đúng là buồn cười. Vũ Ứng Hàn cười nhạo. Chỉ vào Nhiếp Tiểu Lý, hai nữ các ngươi hầu chung một chồng còn không ngẫm lại, tại sao ta lại phải ngẫm lại ta chứ? Hạ Thiên ôm Nhiếp Tiểu Lý, Trần An, Tiểu Lý Ngư, nàng không cần tức giận với một người chết. Ngươi còn dám rủa ta chết? Lúc này, Vũ Ứng Hàn rút kiếm vọt đến trước mặt Hạ Thiên, ta sẽ giết, a. À. Hạ Thiên không kiên nhẫn, giết cái đầu ngươi đấy, cút sang một bên. Lời còn chưa nói hết, hắn ta đã bị Hạ Thiên đấm một quyền vào mặt. Người cũng bay ra ngoài, ngã thẳng xuống sông. Sư huynh, Vũ Lệnh Giao sợ hãi kêu lên. Trong lúc nàng đang do dự có nên nhảy xuống sông cứu sư huynh của nàng hay không, bỗng bành một tiếng, Vũ Ứng Hàn từ lòng sông bay trở lại bong thuyền, biểu hiện hoảng sợ, kiếm trong tay cũng rút ra khỏi vỏ. Vũ Ứng Hàn lẩm bẩm, quỷ, quỷ, có quỷ, trong sông có quỷ. Sư huynh, ngươi sao rồi? Vũ Lệnh Giao tiến đến an ủi Vũ Ứng Hàn, huynh không sao chứ? Vũ Ứng Hàn ôm lấy sư muội, cả kinh kêu lên, chúng ta về lại đảo Hoa Nguyên đi. Nơi này có quỷ, không, còn đáng sợ hơn cả quỷ, là quái vật, là ma đầu. Soạt, một tiếng nước chảy vang lên, lại một cái tay bám vào mạn thuyền, tiếp theo một bóng người từ dưới sông nhảy lên, ướt đẫm cả bong thuyền. A, à, Vũ Lệnh Giao giật mình. Không tự giác sụt người về lại bong thuyền. Cô nương, đừng sợ, là ta. Người này lau nước trên mặt, lộ ra một gương mặt quen thuộc, chính là người chèo thuyền mất tích vừa nãy. Bành bành, lại có thêm hai người nữa bị ném lên thuyền. Chính là hai người đã làm khó Nhiếp Tiểu Lý lúc trước, sau đó bị Hạ Thiên đá rơi xuống sông, không nghĩ đến lại được lão giả chèo thuyền tìm về. Bọn họ chết rồi sao? Nhiếp Tiểu Lý liếc mắt một cái đã nhận ra hai người kia. Mặc dù bọn họ đắc tội nàng, nhưng đích thật tội không đáng chết. Lão giả chèo thuyền cởi quần áo vắt khô, thuận miệng nói, còn chưa chết đâu, vẫn còn thở. Hạ Thiên nhếch miệng, đã chết rồi. Miệng vẫn còn thở bốc hơi lên mà. Lão giả chèo thuyền sửng sốt một chút, rồi chỉ vào miệng hai người kia. Tô Vô Song liếc qua,
sau đó tiến lên xem kỹ một chút, không có nhịp tim, không có ý thức, đã chết rồi. Quỷ, quái vật, bọn họ nhất định cũng sẽ biến thành quái vật. Vũ Ứng Hàn chờ kiếm trong tay chém về phía nam nhân mặc Âu phục nhưng lại bị Vũ Lệnh Giao chặn lại. Vũ Lệnh Giao khiển trách, sư huynh, ngươi làm gì vậy? Trước khi đi, sư phụ đã dặn dò, tuyệt đối không được lạm sát người vô tội. Bọn họ không vô tội, bọn họ là quỷ, là quái vật, là ma đầu. Vũ Ứng Hàn không biết đã trải qua chuyện gì, thần chí đã bắt đầu mơ hồ, cũng không biết hắn ta đã gặp phải chuyện gì trong vài giây ngắn ngủi dưới sông. Sư huynh, người bình tĩnh lại đi. Vũ Lệnh Giao một lần nữa tiến lên ngăn cản. Tuy nhiên, Vũ Ứng Hàn đã hoàn toàn mất khống chế, càng không ngừng giãy giụa, giống như điên dại. Vũ Lệnh Giao quay sang nhìn ba người Hạ Thiên, cầu xin giúp đỡ, ba vị đồng đạo, xin giúp đỡ ta một chút. Bành! Tô Vô Song một chưởng đánh thẳng vào ót Vũ Ứng Hàn, đánh ngất hắn ta, như vậy chẳng phải xong rồi sao? Thuyền gia, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vũ Lệnh Giao thoáng thở phào một hơi, quay sang hỏi người chèo thuyền, rốt cuộc dưới sông có thứ gì, vì sao sư huynh của ta chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã biến thành như vậy? Ha ha, hắn ta đã gặp thứ đó dưới sông. Người chèo thuyền cười hắc hắc, giảo hoạt nói, những thứ kia không dễ đối phó đâu. Đây cũng là lý do vì sao các ngươi không cách nào dùng khinh công qua sông được. Nhiếp Tiểu Lý nhìn dòng sông đang chảy xiết, thuận miệng hỏi, chẳng lẽ trong sông có thực nhân ngư? Thực nhân ngư, lão giả chèo thuyền nhếch miệng nói, tu tiên giả sợ thực nhân ngư sao? Vũ Lệnh Giao tất nhiên không sợ thực nhân ngư nhưng cũng không nghĩ ra trong sông rốt cuộc có cái gì. Hạ Thiên lười biếng nói, bên trong đều là oán linh, còn có sát khí. Vị đạo hữu này đúng là rất có nhãn lực. Lão giả chèo thuyền cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Hạ Thiên, con sông này gọi là dòng sông linh khí, cũng không phải vì nó có linh khí dồi dào mà là trong sông tích lũy sát khí vạn năm khó tiêu, thích nhất chính là nuốt chửng tinh khí người sống. Hơn nữa chỉ cần sát tâm khẽ động, bọn chúng sẽ tập trung lại chỉ trong nháy mắt. Vũ Lệnh Giao hỏi tiếp, thế tiếng vang vừa rồi là. Lão giả chèo thuyền bất mãn nói, vị sư huynh của ngươi nổi lên sát tâm, dẫn đến du hồn từ trong sông bay ra ngoài. Nếu tiểu lão nhân không ra tay, tất cả mọi người đã chết hết rồi. Du hồn có máu sao? Hạ Thiên vạch trần. Gương mặt Vũ Lệnh Giao hiện lên sự nghi ngờ. Hiển nhiên không biết Hạ Thiên đang nói cái gì. Ngươi không phải thuyền phu. Tô Vô Song ngược lại hiểu ý của Hạ Thiên, lập tức cảnh giác, đoản kiếm cũng giữ chặt trong lòng bàn tay, ngươi là ai? Ngươi đang nói cái gì vậy? Ông ta không phải thuyền phu, à. Vũ Lệnh Giao sửng sốt, trong lúc nàng hiểu ra, phốc một tiếng, một thanh trường kiếm đã xuyên thấu ngực của nàng. Sư huynh, vì sao ngươi? Vũ Lệnh Giao hơi quay người lại. Phát hiện người đâm nàng một kiếm chính là sư huynh Vũ Ứng Hàn của nàng. Vũ Ứng Hàn không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, sắc mặt tái nhợt, trên người toàn là sẹo, dưới da còn ẩn giấu những con côn trùng màu trắng dữ tợn. Tuy nhiên, mắt của hắn ta đã một nửa trắng một nửa đen, thần trí cũng trở nên mơ hồ không rõ, miệng lẩm bẩm, giết sạch đám quái vật các ngươi. Ma đầu, giết sạch. Cùng lúc đó, đôi nam nữ được lão giả chèo thuyền cứu lên cũng mở to mắt, đứng thẳng, nhào về phía Nhiếp Tiểu Lý và Tô Vô Song. Lão thuyền phu nhìn chằm chằm Hạ Thiên, mỉm cười nói, ngươi có thể nhìn ra được ngụy trang của ta, đúng là không tầm thường. Hạ Thiên lười biếng trả lời, không cần nhìn, bất kỳ người nào trụy trang trước mặt ta cũng đều vô dụng. Ha ha, cưa bom nếu không đổ nước vào thì chỉ có nổ chết. Lão thuyền phu cũng không tin mấy lời khoác lác này. Nhếch miệng khinh thường nói, tuy nhiên, người có nhìn ra thì cũng không có tác dụng gì. Hôm nay các người đều là món ăn trong mâm của ta, ai cũng trốn không thoát. Người đang sống rất tốt ở đây, tại sao lại đòi đi chết chứ? Hạ Thiên có chút không hiểu hỏi. Lão thuyền phu cười nói, ha ha, ở trong sông khá tốt, nhưng cũng không sánh bằng phồn hoa thế gian bên ngoài. Ta đã chờ không biết bao nhiêu năm ở đây, chính là chờ một cơ thể có thể gánh chịu được ta. Gần vạn năm qua, đã có không ít người đến đây, nhưng cơ thể của bọn họ ngay cả một phần vạn của ta cũng khó mà tiếp nhận, nhục thân tiêu bại. Tô Vô Song và Nhiếp Tiểu Lý vẫn còn giằng co với đôi nam nữ kia. Vũ Lệnh Giao thì không biết vì nguyên nhân gì mà ôm lấy Vũ Ứng Hàn,
ghé vào lỗ tai của hắn ta lẩm bẩm cái gì đó, khiến cho hắn ta tạm thời yên tĩnh trở lại. Chỉ có ngươi, lão thuyền phu hưng phấn chỉ vào Hạ Thiên, ngay từ lúc ngươi xuất hiện đã làm ta hưng phấn, khiến cho ta không cách nào tự kiềm chế. Ta có thể xác định cơ thể của ngươi có thể trở thành vật chứa sát khí tuyệt hảo của toàn bộ con sông này. Hạ Thiên ngáp một cái, có chút không kiên nhẫn nói, có chiêu thức gì thì dùng hết đi, đừng có nói nhảm nữa. Tô Vô Song thản nhiên nói, vậy chàng cần gì phải nghe ông ta nói nhảm chứ, cứ trực tiếp giết chết ông ta là được. Vợ Vô Song, nàng không cần phải gấp, ta có thể xử lý lão ngốc này bất cứ lúc nào. Hạ Thiên cười một tiếng, để xem ông ta có thứ gì khiến cho ta cảm thấy hứng thú hay không. Vậy ta sẽ để cho ngươi được mở rộng tầm mắt, gương mặt lão thuyền phu nở nụ cười quỷ quyệt, nhẹ nhàng vẫy tay về phía mặt sông một cái, đi. Chỉ thấy mặt sông gợn lên từng tầng sóng bạc gần như trong suốt, trong chớp mắt đã bao vây cả con thuyền lại. Vũ Lệnh Giao giật mình, lấy lại tinh thần, nhìn gợn sóng bạc, không khỏi giật mình, đây là cái gì? Bên trong sóng bạc, dường như có vô số oán linh đang rên rỉ, kêu đau. Một khắc phân thần, Vũ Lệnh Giao cảm giác đầu óc của mình giống như có vô số hình ảnh bị tràn vào, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, a a. Lão thuyền phu bỗng dưng kêu thảm, há miệng phun ra một ngụm máu, cả người sụi lơ trên mặt đất, sao lại thế này? Chiêu thức của ngươi xem ra cũng không có gì thú vị. Hạ Thiên không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau lão thuyền phu, một châm đâm thẳng vào đỉnh đầu của ông ta, ngươi nên đi chết đi. Lúc này, từng tầng sóng bạc đột nhiên rơi trở về sông lần nữa. Mi tâm của đôi nam nữ kia và Vũ Ứng Hàn cũng bị đâm ngân châm không biết từ khi nào. Gương mặt Tô Vô Song vẫn không chút biểu cảm, bởi vì kiến thức của nàng rộng rãi, tâm tính từ đầu đến cuối vẫn rất trầm ổn. Nhiếp Tiểu Lý hơi có chút bối rối, nhưng cũng không thất thố. Trước đó, nàng làm tiếp viên hàng không, đã từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên khả năng điều chỉnh cũng rất nhanh. Ngược lại, tu tiên giả tự xưng đến từ đào hoa nguyên Vũ Lệnh Giao lại giống như một đóa hoa kiêu ngạo chưa hề trải qua mưa gió, lúc này có chút thất thần. Bên trong oán khí cuồng sôi, ngươi lại có thể hành động một cách tự nhiên. Lão thuyền phu trừng mắt quay đầu nhìn Hạ Thiên, ta lại không hề phát hiện ra, ngươi đúng là làm ta khó có thể tin. Nếu để cho người ta phát hiện ra, không phải ta sẽ cùng một trình độ với tên ngốc ngươi sao? Hạ Thiên ngáp một cái, tùy ý nói, ta thấy ngươi cũng không có di ngôn gì để lại, ngươi trực tiếp đi chết đi. Ai biết được, lão thuyền phu bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Không khỏi đắc ý nói, ha ha, ngươi không giết chết được ta đâu. Ngươi nói rất đúng. Hạ Thiên gật đầu, rất nhiều tên ngốc bị ta xử lý đều sẽ nói một câu như vậy. Lão thuyền phu lạnh lùng nói, ta chỉ là ma chủng do ngàn vạn sát khí oán linh trong con sông này ngưng kết ra, cơ thể này cũng chỉ mượn tạm mà thôi. Ngươi cùng lắm cũng chỉ hủy đi một vật chứa của ta mà thôi. Tiếp theo, lão ta tiến hành cảnh cáo, nếu không có vật chứa ước thúc, ta trở về trạng thái ma trùng, đến lúc đó ta có thể rời sông lấp biển, các ngươi chắc chắn sẽ theo gót mấy người kia, trở thành thi cốt không hồn trong con sông này mà thôi. Thật sao? Hạ Thiên cười hì hì, chậm rãi về động ngân châm. Ban đầu, ngân châm đâm vào đỉnh đầu khoảng nửa tấc, bây giờ đổi hướng đâm thẳng vào đại não. Nhất thời, gương mặt lão thuyền phu xuất hiện biểu cảm không thể khống chế. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Mặt của lão thuyền phu bắt đầu vặn vẹo, bỗng dưng quát hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên nhìn thấy tình huống này, có chút trào phúng, vừa rồi không phải ngươi rất bình tĩnh sao? Khoan đã, lão chèo thuyền hơi biến sắc, vội gọi lại Hạ Thiên, tâm bình khí hòa nói, thật ra ta có một ý định không tồi. Ta cần cơ thể của ngươi, ngươi khẳng định muốn sức mạnh cường đại hơn, chỉ bằng chúng ta dùng chung cơ thể, chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao? Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi tưởng ta ngốc như ngươi sao? Tô Vô Song cũng cảm thấy buồn cười, ngươi cảm thấy người ta sẽ tin lời ngươi nói à? Ngươi không muốn bỏ công sức nhưng lại muốn chiếm dụng cơ thể của Hạ Thiên, có khả năng sao? Cũng đúng. Lão thuyền phu nghiêm túc nói, để biểu đạt thành ý, ta có thể tặng các ngươi một nửa sức mạnh của mình, như thế nào? Một nửa sức mạnh? Tô Vô Song cười lạnh, chỉ sợ nó có tác dụng ngược thì có. Ai có thể chịu được sát khí oán linh bên trong con sông này chứ? Cho dù có, thế thì có lợi ích gì? Thật ra, các
các ngươi không cần nghĩ khoa trương như vậy. Lão thuyền phu mỉm cười giải thích, nhìn thì sóng cả cuồn cuộn, thật ra người có thể chân chính sử dụng sát khí, vạn người không được một. Các ngươi đều là tu tiên giả, tất nhiên có pháp môn điều tức ngưng khí. Tiêu hóa chút oán khí đó hoàn toàn không đáng kể. Miễn đi, Tô Vô Song từ chối. Lão thuyền phu hơi tức giận, vậy các ngươi muốn như thế nào? Giết ngươi chứ sao? Hạ Thiên đáp, giết ta. Đúng là buồn cười, lần này, lão thuyền phu hoàn toàn bị chọc giận, khinh thường nói, ngươi thật sự cho rằng chỉ một cây ngân châm thì có thể làm gì được ta? Ta là ma chủng vạn năm, cho dù ngươi hủy vật chứa của ta, ta trở về con sông, tùy thời có thể nhấc lên ma lãng cuồn cuộn, diệt sát toàn bộ các ngươi, a. À. Lời còn chưa nói xong, Hạ Thiên đã dùng lực, ấn toàn bộ ngân châm vào trong đầu lão thuyền phu. A. À. Lão thuyền phu kêu thảm một tiếng, toàn bộ cơ thể nổi lên vô số vết rách, giống như có thứ gì đó không thể khống chế dũng mãnh tiến ra. Ngươi về lại sông đi, Tô Vô Song đá một cước, đạp lão thuyền phu rớt xuống sông. Lão thuyền phu dùng hết khí lực cuối cùng chửi mắng, các ngươi chờ đó cho ta. Ta chắc chắn sẽ chém các ngươi thành muôn mảnh, trở thành oán linh trong sông, vĩnh thế không được siêu thoát. Bành! Lão thuyền phu rơi xuống sông, cơ thể nổ tung. Vô số khí lưu màu trắng cuồn cuộn, nhưng rất nhanh tiêu tán không thấy đâu. Tuy nhiên, nước sông không nhấc lên chiều dâng giống như lão thuyền phu khoác lác vừa nãy, mà là sóng êm gió lặng, hoàn toàn không có việc gì. Nhiếp tiểu lý nhìn một hồi, có chút do dự hỏi, không sao chứ? Không sao, Tô Vô Song gật đầu. Nhiếp tiểu lý lại hỏi, vậy vừa nãy ông ta nói. Tất cả đều chỉ là khoác lác chứ sao? Hạ Thiên cười hì hì. Quay lại bên cạnh Nhiếp tiểu lý, ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, nếu ông ta lợi hại như thế, làm gì có chuyện bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Không sai, Tô Vô Song giải thích, ông ta phải mượn cơ thể của một người mới có thể đánh ra sức mạnh. Và lại sức mạnh yếu ớt như vậy, nói rõ ông ta chỉ làm dáng mà thôi. Nhiếp tiểu lý có chút không hiểu, vì sao ông ta không trực tiếp dùng sát khí oán linh trong sông. Bởi vì ông ta không dùng được. Tô Vô Song thản nhiên đáp, ma chủng thôi mà, nói ra thì rất lợi hại, nhưng nó cũng giống như một cái hạt vậy, phải cần trồng vào đất thì mới mọc rễ nảy mầm. Nơi này chính là cực tiên mộ, bao nhiêu năm không có người vào, nó lấy cái gì để sinh trưởng chứ? Lần này Nhiếp tiểu lý xem như đã hiểu rõ. Sư huynh, sư huynh. Lúc này, Vũ Lệnh Giao đột nhiên kêu lên sợ hãi, huynh sao rồi? Nhiếp tiểu lý và Tô Vô Song không khỏi rời mắt sang. Phát hiện cơ thể Vũ Ứng Hàn nhanh chóng rửa nát. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, thịt trên người hắn ta đã rơi gần hết. Ý thức của hắn ta vẫn còn sót lại một chút, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn nhưng lại bị ngân châm của Hạ Thiên khống chế, không thể động đậy, cũng không thể phát ra được một chút âm thanh nào. Hạ đạo hữu, ta xin ngươi hãy cứu sư huynh của ta. Vũ Lệnh Giao nhìn thấy tình huống này, kinh hoàng không thôi. Liền quay người quỳ xuống trước Hạ Thiên, hắn ta không thể chết. Ta trở về, làm sao ăn nói với sư phụ. Hạ Thiên nhếch miệng, hắn ta đã chết từ lâu rồi, cũng không phải chết bây giờ, cứu cái gì mà cứu. Đã chết từ lâu, Vũ Lệnh Giao sửng sốt, không rõ Hạ Thiên nói vậy là có ý gì. Tô Vô Song thản nhiên nói, ngay cả điều này mà cũng không nghĩ rõ, ngươi là tu tiên giả à. Thật ra, Nhiếp tiểu lý cũng không hiểu. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi một bên, lặng lặng mà nhìn. Sư huynh của ngươi cũng đã rơi xuống sông. Tô Vô Song lạnh nhạt trả lời, cơ thể của hắn ta rõ ràng còn muốn cường kiện hơn cả người chèo thuyền, nhưng vì sao ma chủng lại lựa chọn ký sinh trên người chèo thuyền chứ? Vũ Lệnh Giao vẫn không hiểu, vì sao? Bởi vì sư huynh của ngươi vốn đã là một người chết. Tô Vô Song trả lời. Vũ Lệnh Giao vô thức gật đầu. Nhưng rồi lại lắc đầu, không thể nào. Ta và sư huynh vẫn luôn đi cùng nhau, tại sao ta lại không biết huynh ấy chết vào lúc nào chứ? Hạ Thiên thuận miệng nói, khi hắn cầm kiếm chỉ vào ta. Ngươi! Vũ Lệnh Giao ngẩn người, đột nhiên nhớ lại, vừa rồi sư huynh của nàng đúng là đã từng chỉ kiếm vào Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ vì điều này mà ngươi giết sư huynh của ta. Hạ Thiên còn chưa lên tiếng. Tô Vô Song đã lạnh lùng đáp lại, không phải chứ? Chẳng lẽ lại ôn tồn nói chuyện với hắn ta thì hắn ta cũng sẽ không làm như vậy? Vũ Lệnh Giao cứng họng,
Dựa theo tính tình của sư huynh nàng, cho dù người khác nói chuyện lịch sự, người đó cũng không có kết quả tốt. Lúc này, người của Vũ Ứng Hàn đã nát hết, ngay cả xương cốt cũng bị vỡ nát, biến thành một đống chất bẩn không biết là gì. Sư huynh, Vũ Lệnh Giao bi thống kêu lên, trong lòng có một cỗ oán khí không cách nào phát tiết, ta phải làm sao bây giờ? Làm sao ta ăn nói với sư phụ đây? Tô Vô Song nói, đó chính là chuyện của ngươi. Các ngươi đã hại chết sư huynh của ta. Hốc mắt Phú Lệnh Giao đỏ lên, bỗng dưng bước đến đầu thuyền, trở về không cách nào bàn giao lại với sư phụ, đến lúc đó cũng sống không bằng chết. Ta nhất định không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng ta cũng không phải là không có cách. Nói xong, Phú Lệnh Giao bỗng nhiên thả người xuống sông, miệng không ngừng kêu to, ma trùng, ngươi không phải muốn vật chứa sao? Ta sẽ làm vật chứa của ngươi, ngươi hãy chia một nửa sức mạnh của ngươi cho ta. Tô Vô Song biến sắc, nét mặt ngưng trọng, đoản kiếm trong tay nhanh chóng bay ra ngoài. Vũ Lệnh Giao trực tiếp chìm xuống đáy sông. Bốp! Một con sóng bạc dâng lên, đánh rơi đoản kiếm của Tô Vô Song vào trong nước. Ha ha ha, không nghĩ nhanh như vậy ta đã trở về. Vũ Lệnh Giao rất nhanh từ dưới đáy sông bay lên, rơi xuống đầu thuyền, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, tiểu tử, ta đã trở về rồi đây. Lần này ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa hay không. Nửa người Vũ Lệnh Giao biến thành thuần một màu trắng, khác hẳn với làn da ban đầu, âm thanh cũng trở nên bán nam bán nữ. Hạ Thiên nhếch miệng, hai, ngươi nói ngươi làm người không thích hơn sao, tại sao cứ nhất định phải làm cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ chứ? Hừ, ta muốn báo thù cho sư huynh của ta. Vũ Lệnh Giao gào thét, đi chết đi cho ta. Tiếng quát còn chưa dứt, nàng ta đã vỗ ra một chưởng. Đáng tiếc, một chút uy lực cũng không có. Tô Vô Song không khỏi sửng sốt, chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Vũ Lệnh Giao, này, người đang làm cái gì vậy? Hắc hắc, khó khăn lắm mới có được một vật chứa, ta cần chi phải lãng phí trên người các ngươi. Ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Vũ Lệnh Giao phát ra âm thanh của nam nhân, chờ ta xử lý xong, ta sẽ đến giết các ngươi. Bên phía còn lại của Vũ Lệnh Giao lại kinh ngạc, người đang làm gì vậy? Giết chết bọn chúng cho ta. Câm miệng, Vũ Lệnh Giao bên trắng quát to một tiếng, xâm chiếm nửa bên cơ thể còn lại, nếu không phải ta còn cần chút thời gian tiêu hóa toàn bộ vật chứa, ngươi cho rằng ý thức của ngươi còn có thể tồn tại sao? A, à, ngươi lừa ta. Vũ Lệnh Giao la hoảng lên, ta muốn báo lại sư phụ, để bà ấy đến giết các ngươi, giết sạch toàn bộ các ngươi. Lời còn chưa nói hết, âm thanh đã biến mất, Vũ Lệnh Giao đã hoàn toàn biến thành màu trắng, một chút sắc thái nhân tính trong mắt đã không còn. Cơ thể này không tệ, thể chất có chút đặc biệt, đủ cho ta dùng một khoảng thời gian. Vũ Lệnh Giao hít sâu mấy lần, đắm chìm trong sức sống trước nay chưa từng có. Nàng ta nói với Hạ Thiên, thật ra ta còn phải cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi. Bốp! Hạ Thiên tát tới. Tát Vũ Lệnh Giao ngã xuống đất, câm miệng cho ta có nói buông tha cho ngươi sao? Ngươi làm cái gì vậy? Bên trong ánh mắt màu trắng của Vũ Lệnh Giao hiện lên sự nghi ngờ, ta và ngươi không có thù hận gì không thể hóa giải. Cho dù có, vừa rồi ngươi cũng đã giết ta một lần, cần chi phải kết thù oán chứ? Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm, đâm thẳng vào mi tâm của Vũ Lệnh Giao. Khoan đã! Ánh mắt màu trắng của Vũ Lệnh Giao hiện lên sự kinh hoàng, giết ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Hơn nữa, không phải ngươi muốn qua sông sao? Bây giờ ta đưa các ngươi qua bờ bên kia, ngươi có thể tha cho ta một mạng hay không? Trả lời nàng ta vẫn là ngân châm đâm thẳng vào mi tâm. Quả thật khinh người quá đáng. Lúc này, Vũ Lệnh Giao đã hoàn toàn nổi giận, giống to, ngươi cho rằng ta dễ khi dễ đúng không? Cho dù có liều mạng linh tiêu phách tán, ta cũng phải kéo các ngươi chôn cùng. Bỗng nhiên, nước trong sông như nước rơi vào chảo dầu, sôi lên ủng ục. Vô số sát khí oán linh được đánh thức, nổi lên bốn phía, lướt đi như kiếm, khiến người ta nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Ánh mắt màu trắng của Vũ Lệnh Giao tràn ngập sự điên cuồng. Nàng ta gào lên, đến đi, ta biết ta nhất định phải chết, nhưng các ngươi cũng đừng hòng còn sống. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ một cái. Ngân châm đâm vào mi tâm của nàng ta, sâu không thấy gốc, sau đó ném nàng ta xuống sông như ném rác.
Vũ Lệnh Giao vẫn chửi bới như cũ, các ngươi sẽ chết không yên lành. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, ta nắm được một chút tin tức hữu dụng trong đầu nữ nhân này, thân phận của nàng ta không bình thường. Hồn phách của ta có mệnh bài tương liên, ta sẽ thay nàng ta gửi tin về, các ngươi cứ chờ xem. Ha 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 ha, oanh, giọng nói vừa dứt, người một lần nữa sụp đổ, kích thích ngàn tầng sóng bạc. Cùng lúc đó, toàn bộ con sông giống như con rắn bị thương, bắt đầu vặn vẹo. Dần dần, chính giữa con sông xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Bất luận là sát khí oán linh hay là con thuyền nhỏ đang chở đám người Hạ Thiên, tất cả đều bị nước sông cuốn vào trong vòng xoáy kia. Làm sao bây giờ? Nhiếp Tiểu Lý có chút bối rối, nơi này cách bờ vẫn còn xa, còn có thể trở về sao? Tô Vô Song cau chặt mày, nhìn hai bên bờ, tâm trạng trầm xuống. Dù sao Phiếu Miểu Bộ cũng chỉ là thân pháp, cũng không phải Đằng Vân Giá Vũ, muốn bay được trên không trung phải cần mượn lực. Bên trong bí cảnh như thế này, bình thường đều có linh áp không tầm thường. Phiếu Miểu Bộ cũng sẽ bị hạn chế. Khoảng cách đến hai bên bờ đã vượt qua phạm vi Phiếu Miểu Bộ bay một lần duy nhất, huống chi xung quanh còn có không ít oán linh không ngừng rít gào, chỉ sợ vừa mới bay lên đã bị quấy rầy. Chàng có cách nào hay không? Tô Vô Song quay sang nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cười đáp, không có. Thế mà chàng còn cười được, Tô Vô Song trừng mắt với Hạ Thiên. Hạ Thiên hời hợt nói, nếu đã không có cách, vậy thì không cần tìm. Đã có người mời chúng ta xuống xem một chút, vậy thì chúng ta xuống xem thôi. Sao, Tô Vô Song nghe được ý tại ngôn ngoại, ý của chàng là có người. Soạt, lời còn chưa nói hết, nước sông bỗng nhiên thu lại. Ngay cả con thuyền nhỏ của ba người Hạ Thiên cũng biến mất không thấy đâu. Bên dưới con sông vẫn là một mảnh thiên địa thuần màu trắng. Đây không phải màu trắng khắp nơi tuyết trắng, mà là màu trắng ôn nhuận, cấp độ rõ ràng, khiến cho người ta nhìn một chút đã phân biệt được sự khác nhau trong đó. Mái vòm nơi này vỡ ra vô số lỗ thủng, tiếp theo có người liên tục rơi xuống từ lỗ thủng này. Trong đó có Hạ Thiên, Tô Vô Song và Nhiếp Tiểu Lý. Về phần con thuyền, nó đã bị nước sông phá hủy. Đây là nơi nào vậy? Nhiếp Tiểu Lý kinh ngạc nhìn xung quanh. Từ trước đến nay nàng chưa từng nhìn thấy màu trắng nhiều đến như thế. Nàng thậm chí có chút không phân rõ đây rốt cuộc có phải là màu trắng hay không. Nhưng vì sao nàng lại nhìn ra được nhiều thứ trong không gian thuần màu trắng đến như vậy? Tô Vô Song hơi cau mày, đã có một số suy đoán. Nơi này chính là điểm cuối cùng của Cực Tiên Mộ. Quan thất của Phù Diêu tiên tử. Bên cạnh có người giải đáp vấn đề của Nhiếp Tiểu Lý. Hạ Thiên nhìn thấy người này, liền cười nói a, người cũng đến. Đúng, ta đã đến. Ta vốn sinh ra từ nơi này mà, tại sao lại không đến chứ? Ánh mắt cung chủ thiên cung có chút thâm thúy, yên lặng nhìn phía trước. Đằng xa là một đài cao, nhìn qua cao khoảng 100 mét, dưới đài là một loạt bậc thang màu trắng sữa, mỗi bậc ít nhất cao 5 mét. Hai bên bậc thang điêu khắc hoa văn cực kỳ phức tạp, vừa nhìn giống chữ vừa nhìn giống phù chú. Xung quanh đều có một pho tượng, hình dáng không đồng nhất, hoàn toàn không giống sinh vật có trên trái đất, lại có chút giống với thần thú bên trong Sơn Hải Kinh. Cách đài cao một chút là một hồ nước hình tròn. Trong hồ nước cũng chỉ toàn màu trắng nhưng lại rất thanh tịnh, thậm chí còn có thể nhìn thấy những con cá nhỏ màu trắng đang bơi lội. Bên trên có cái gì kìa? Tô Vô Song hỏi. Cung chủ thiên cung đáp, quan tài của Phù Diêu tiên tử. Nàng đang bế sinh tử quan vạn năm. Có đúng như vậy không? Vậy để ta đi xem dáng dấp của nàng ta như thế nào. Hạ Thiên nói, trong lúc hắn đang định phóng lên, lưng của hắn bị người ta vỗ một cái, sau đó kéo trở về. Một bóng người bay đến, xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên, chàng đứng yên đừng có nhúc nhích. Lát nữa sẽ cho chàng nhìn cho đã. Vợ đại yêu tinh, nàng cũng đến. Hạ Thiên nhìn thấy người này, không thể nhịn được cười. Tiếp theo lại có thêm mấy bóng người từ đằng xa bay đến. Vợ tiểu tiểu dương, vợ tiểu y y, tiểu muội chân dài, mọi người cũng đã đến rồi. À, bối nha đầu, thuần nha đầu, vợ tiêm tiêm, mọi người cũng có mặt luôn. Này, Triệu Vũ Cơ liếc mắt, trực tiếp kéo lại Hạ Thiên đang chạy đến chạy lui trong đám nữ nhân của mình. Về sau sẽ có nhiều thời gian cho chàng tâm sự với bọn họ. Bây giờ là lúc làm chính sự, vừa lúc bên trên còn có những người khác.
Hạ Thiên liếc mắt nhìn qua, phát hiện đúng là có mấy người xa lạ địch ta khó phân. Bọn họ đang cảnh giác nhìn sang bên này. Trong số đó có một số người là thế lực giới ngoài, có một số người là thế lực giới trong, còn có một số người không biết lai lịch. Tuy nhiên, Hạ Thiên cũng không nhìn đám người kia. Hắn là người luôn làm theo ý mình. Ánh mắt của người khác đối với hắn mà nói, hoàn toàn không phải là vật có thể lọt vào mắt. Lúc này, những người khác bỗng nhiên chỉ vào hồ nước đằng xa, kêu lên, nhìn đi, có phải là bảo tàng linh khí hay không? Linh khí mờ mịt, màu trắng, đặc như nước, nhất định không sai. Đó chính là linh khí Quỳnh Tương tinh túy nhất. Ha ha, linh khí Quỳnh Tương đều là của Phong gia ta. Đánh giám, là của Thiên Phương môn chúng ta. Những người kia lập tức tranh nhau phóng đến hồ nước màu trắng, giống như thần dữ của gặp được núi vàng biển bạc. A, à, bỗng nhiên có người lặng lẽ vọt đến bên hồ, dùng tay múc nước hồ, sau đó liếm một chút. Thế nào? Có mùi vị gì? Rốt cuộc có phải linh khí hay không? Ngươi nói đi, nói nhanh lên. Đám người vốn đang tranh đoạt nhất thời nhìn về phía người đã uống nước hồ. Gương mặt người kia cũng hiện lên sự nghi ngờ. Hình như chẳng có hương vị gì cả, cũng không có cảm giác gì, a. À. Còn chưa nói hết, hắn ta đã kinh hô một tiếng, linh khí bên trong cơ thể bốc hơi, một luồng hơi nước từ trong khổng khiếu của hắn ta phóng ra ngoài. Những người khác nhìn thấy cảnh này, lập tức cả kinh, liên tiếp lui về phía sau. A, a, a. Gương mặt người kia vặn vẹo, giống như đang chịu đựng cơn đau quá lớn, há miệng cầu cứu những người khác. Xem ra không phải linh khí Quỳnh Tương. Đây chính là độc thủy, mọi người tuyệt đối đừng chạm vào. Có cần cứu hắn ta hay không? Dù sao cũng là đồng đạo với nhau. Cứu cái gì mà cứu, người làm sao biết hắn ta có thể truyền nhiễm hay không? Hắn ta bị làm sao thế? Tô Bối Bối cau mày, có chút cảnh giác nhìn người kia. Thạch Thuần thuận miệng nói, hẳn là bị trúng độc. Độc gì mà có thể biến thành dạng như vậy? Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, nhất định không phải chúng độc đơn giản như vậy đâu. Triệu Vũ Cơ nhìn cung chủ Thiên Cung, người không muốn giải thích đây là thứ gì sao? Người qua đó xem một chút đi. Cung chủ Thiên Cung cũng không giải thích, chỉ nói với Hạ Thiên, xem người có phát hiện được manh mối gì hay không. Hạ Thiên quả thật có chút hiếu kỳ. Hắn tiến lên mấy bước, bước đến trước mặt người kia, đưa tay tóm lấy đầu hắn ta, nhấc cả người hắn ta lên. Cứu! Cứu, mau cứu ta. Người kia khàn giọng kêu cứu Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn nói, nếu không muốn chết thì ngậm miệng lại đi. Nếu ngươi làm phiền ta, ta sẽ ném thẳng ngươi xuống hồ. Người kia đành phải cố nén đau đớn, không dám lên tiếng nữa. Có chút kỳ quái, Hạ Thiên nhìn một hồi, không khỏi lẩm bẩm, tuy nhiên cũng có chút thú vị. Hắn lấy ra Định Hải thần châm, chậm rãi đâm vào mười mấy đại huyệt của người này. A, à, người kia nhìn không được, phát ra tiếng rên khẽ nhưng rất nhanh trợn tròn mắt, hình như dễ chịu hơn rồi, không còn đau đớn nữa. Qua vài giây nữa, người này mừng rỡ, kích động nói, ta khỏe rồi, không còn đau đớn nữa, linh khí trong đan điền nồng đậm gấp mười mấy lần. Ta cảm thấy lập tức có thể đột phá. Vị đạo huynh này, mời ngươi thả ta ra, cơ thể đã tốt, người kia nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Bất mãn với việc Hạ Thiên nắm đầu của hắn ta, bây giờ ta phải ngồi điều tức, ngưng kết nguyên anh. Nếu ngươi không buông tay, ngươi đừng trách ta không khách sáo. Ngươi đúng là bạch nhãn lang. Thạch Thuần nghe xong, tức giận không thôi, anh rể ta nói thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, nhanh như vậy ngươi đã trở mặt không nhận người. Hừ, cái gì là ân nhân cứu mạng, chẳng khác nào đánh giám. Ánh mắt người này lạnh lẽo. Thái độ cực kỳ kiêu ngạo, chỉ là linh khí Quỳnh Tương mà thôi. Tuy nói nó tinh thuần hơn bên ngoài gấp 10, thường nhân khó mà hấp thu, nhưng ta từ nhỏ đã thiên tư chắc tuyệt, cho dù hắn không ra tay, chưa đầy 3 phút ta cũng có thể an toàn hấp thu. Hắn chẳng qua chỉ xen vào việc người khác mà thôi. Tô Bối Bối cười nhạo, khi nãy ngươi nhờ vả cũng đâu thấy nói như vậy. Thiên ca ca không nên cứu loại người như ngươi. Bạch Tiêm Tiêm cũng cảm thấy bất bình thay cho Hạ Thiên. Nếu không phải Thiên ca ca ra tay, bây giờ ngươi đã là người chết. Ngươi một chút cảm ơn cũng không có. Bớt nói nhảm đi, người kia cũng không kiên nhẫn, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, mau buông tay. Ta niệm tình ngươi vừa rồi có lòng tốt,
cho nên ta cảnh cáo ngươi lần cuối. Nếu ngươi còn không buông ra, đừng trách ta không khách sáo. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vậy ngươi cứ không khách sáo đi. Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta. Ánh mắt người này lộ ra sát khí, song trưởng trà sát, đánh thẳng vào phần bụng Hạ Thiên. Bành! Một bàn tay đầy thịt đập về phía trước, linh lực đánh vào trong cơ thể. A, à, tại sao ngươi lại không có phản ứng? Gương mặt người kia lộ ra vẻ nghi ngờ, nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Hạ Thiên cười nói, lời này phải hỏi ngươi mới đúng. Hỏi ta? Người kia sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu nhìn xem, đột nhiên phát hiện phần bụng của mình có một trưởng ấn, loáng thoáng có thể nhìn thấy diễm khí xông vào bụng, không khỏi hét thảm một tiếng, a. À. Luồng diễm khí nhanh chóng vọt đi trong cơ thể hắn, rất nhanh đến gần vị trí trái tim. Mau, mau thả ta ra. Người này liều mạng giãy giụa, gào thét với Hạ Thiên, đây chính là tuyệt học bổn môn phần tâm trường. Nếu không nhanh chóng bài xuất diễm khí ra ngoài, tim của ta sẽ bị đốt mà chết. Mau cứu ta. Hạ Thiên lười biếng nói, tự ngươi cứu ngươi, ta cũng không khống chế hai tay và linh khí của ngươi. A, à, tim của ta. Người kia gào thét vài tiếng, rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp ngất đi. Nam nhân mặc áo bào trắng nhìn không được, lập tức xông đến trước mặt Hạ Thiên, vị đạo hữu này, mời ngươi mau buông Bành Tiên Sinh ra. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Ngươi muốn cứu hắn, Hạ Thiên hỏi. Hắn ta là hảo hữu chí giao với sư phụ của ta, cũng xem như sư thúc. Ta đương nhiên phải cứu hắn ta rồi. Nam thanh niên mặc áo bào trắng lạnh lùng. Tận lực duy trì uy nghiêm của mình, quát to, mau thả Bành sư thúc ra. Ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Được, ngươi muốn cứu, vậy thì ngươi cứu đi. Hạ Thiên nhếch miệng, thẳng tay ném người này vào trong hồ như ném rác. Sau khi người kia rơi vào trong hồ, sặc bọt nước, lập tức tỉnh lại, giãy giụa kêu cứu a, mau cứu ta. Linh khí trong này nhiều lắm, lại đậm, khí hải đan điền của ta không chịu được, sắp nổ rồi. Nam thanh niên mặc áo bào trắng nhìn thấy, vô thức lui lại nửa bước, nào dám vớt người trong hồ. A, à, tiếp theo, chỉ nghe người kia kêu thảm một tiếng, cả người chìm vào trong nước, biến mất không thấy. Ngươi giết Bành sư thúc rồi. Nam thanh niên mặc áo bào trắng lấy lại tinh thần, rút kiếm ra khỏi vỏ, bi phẫn nhìn Hạ Thiên, tiểu tử, có gan thì xưng tên ra. Về sau, ngươi chính là cửu nhân của Thiên Phương môn ta. Thiên Phương môn là thứ gì? Hạ Thiên nghi hoặc, thuận miệng hỏi, chưa từng nghe nói qua, cút sang một bên. Ngươi chưa từng nghe nói qua Phương Thiên môn, vậy mà ngươi cũng dám tiến vào cực tiên mộ. Gã thanh niên mặc áo bào trắng hừ lạnh, có chút ngạo nghễ nói, Phương Thiên môn ta đã thủ hộ tiên mộ mấy ngàn năm. Đám người các ngươi chỉ là kẻ xông vào, đuổi các ngươi ra ngoài chính là chức trách của Phương Thiên môn ta. Hạ Thiên quay sang nhìn cung chủ Thiên Cung. Hờ hững hỏi, rốt cuộc tên ngốc kia đang nói cái gì vậy? Ngươi biết không? Chỉ là một kẻ ngu xuẩn tự cho là đúng mà thôi. Cung chủ Thiên Cung lạnh nhạt trả lời, không cần để ý. Ngươi, gã thanh niên mặc áo bào trắng tức giận đến mức rút kiếm trực chỉ cung chủ Thiên Cung, ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà phát ngôn bừa bãi ở đây? Ngươi dám kiêu ngạo với Thiên Phương môn ta? Thạch Thuần nhịn không được vỗ tay phá lên cười. Nàng ấy là cung chủ Thiên Cung, ngươi ngay cả nàng cũng không biết, còn nói là thủ hộ cực tiên mộ, lại còn là môn phái truyền thừa mấy ngàn năm bên trong bí cảnh nữa chứ. Đúng là cười chết người, ha ha. Tổ bối bối lắc đầu, âm thầm nói một câu, một con chó thích ăn phân tiến vào hầm cầu, vừa lúc tìm được phân. Làm y nhân có chút bất mãn chừng tổ bối bối, bối bối tỷ, ngươi nói nghe buồn nôn quá đi. Ngươi là cung chủ Thiên Cung. Nam thanh niên mặc áo bào trắng giật mình, chán dỉ mồ hôi lạnh nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, cung chủ điện hạ, vãn bối có mắt không tròng, chưa nhận ra đại giá, mong người tha lỗi. Biến ra ngoài, cung chủ Thiên Cung từ tốn nói một câu. Nam thanh niên mặc áo bào trắng sửng sốt, cung chủ điện hạ, người nói cái gì? Ngươi, còn những người kia, bây giờ biến ra ngoài còn kịp. Giọng nói của cung chủ Thiên Cung vẫn vô cùng bình tĩnh. Một chút cũng không chập chờn, giống như đang nói đến một chuyện nhỏ nào đó. Nam thanh niên mặc áo bào trắng có chút không dám tin vào tai của mình, hơi tức giận nói, cung chủ điện hạ, đám người kia tự tiện mở ra cửa cực tiên mộ, còn đưa rất nhiều người bên ngoài vào,
vì sao người lại mặc kệ không quản, lại còn bảo chúng ta biến ra ngoài? Người rốt cuộc là cung chủ giới nội hay là cung chủ của đám người giới ngoại kia? Cung chủ thiên cung liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm vô thượng, người đang dạy ta làm việc. Ta chỉ đang nói lên tiếng lòng của tất cả những người tu hành ở đây. Nam thanh niên mặc áo bào trắng hơi sợ hãi khi nhìn ánh mắt của cung chủ thiên cung, nhưng lời cũng đã nói ra, cộng thêm đằng sau có không ít người giới nội đang nhìn hắn ta, đành phải dáng chống đỡ, mặc dù ngươi là cung chủ thiên cung, nhưng ngươi không ở trong giới nội một thời gian dài, cũng chẳng quan tâm con đường tu hành của người giới nội chúng ta. Bây giờ ngươi còn muốn bày ra cái giá cung chủ, chẳng lẽ ngươi không sợ trái tim của tất cả người giới nội trở nên băng giá hay sao? Tim của các ngươi có băng giá hay không liên quan gì đến ta? Gương mặt xinh đẹp của cung chủ thiên cung hiện lên sự căm ghét, nơi này vốn nằm bên ngoài cực tiên mộ, cái gọi là bí cảnh thiên cung chẳng qua nói nghe cho êm tai, tự mình an ủi mình mà thôi. Ta cũng chưa từng cho phép các ngươi tiến vào, nói đến kẻ xông vào, các ngươi mới đúng là kẻ xông vào hàng thật giá thật đấy. Còn đám người Hạ Thiên là do ta mời đến. Nghe xong, không chỉ nam thanh niên mặc áo bào trắng ngẩn người, đám người giới nội sau lưng cũng kinh ngạc không hiểu, giống như bị sét đánh. Chưa đến vài giây, đám người kia đã lấy lại tinh thần, không khỏi phẫn nộ, tất cả đều cùng nhau khiển trách cung chủ thiên cung. Cung chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ bí cảnh là thuộc về một mình ngươi sao? Thế chúng ta là cái gì? Bí cảnh thiên cung là của người giới nội. Nếu ngươi không đứng về phía người giới nội mà nói chuyện, ngươi không xứng làm cung chủ. Đúng rồi, bí cảnh là của người giới nội, không phải của một mình ngươi, hẳn phải do chúng ta định đoạt. Thân là cung chủ, cùi trỏ lại chỉa ra ngoài, ngươi có tư cách gì sĩ diện ở chỗ chúng ta chứ? Đám người kia trách móc càng thêm kịch liệt, lời nói ra khỏi miệng cũng càng thêm bén nhọn, thậm chí đã bắt đầu có vài người hô yêu cầu cung chủ thiên cung biến ra ngoài, trả lại bí cảnh cho người giới nội. Cung chủ thiên cung còn chưa phát cáu, Hạ Thiên đã có chút khó chịu, khẽ quát một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Đám người vừa rồi còn kêu la, bỗng nhiên cảm thấy đầu của mình giống như bị chấn động đến sôi trào, người nào cũng ngậm chặt miệng, không dám nói thêm một câu. Ta nói rồi, chỉ là một đám ngu xuẩn, không cần để ý. Cung chủ thiên cung cũng không tán thưởng hành động này của Hạ Thiên, ánh mắt vẫn như giếng cổ không gợn sóng. Việc cấp bách bây giờ là làm sao không cần phải xáo trộn tình huống của ao linh tương, bay lên bên trên quan tài huyền tinh, sau đó đánh thức phù diêu tiên tử. Nhiếp tiểu lý đối với mấy chuyện tu tiên cũng không hiểu biết quá nhiều. Nàng đưa ra đề nghị, bay thẳng không được sao? Không được, ánh mắt Triệu Vũ Cơ thâm thúy nhìn ao linh tương màu ngà trước mặt, linh tương này không tầm thường. Nếu người bay từ trên không bay qua, bọn chúng sẽ sôi trào lên, sau đó cuốn người vào bên trong. Giống như người vừa rồi, bị kéo thẳng xuống đáy hồ, hoặc bị ngạt chết, hoặc bị linh khí nhét đầy đan điền khí hải mà chết. Tổ bối bối cao mày, trong mắt đảo vòng vòng, hỏi dò không thể mượn nhờ công cụ nào sao? Điều này ta cũng không rõ nữa. Triệu Vũ Cơ lắc đầu, sau đó nhìn cung chủ thiên cung, người hẳn có đối sách chứ? Cung chủ thiên cung thản nhiên nói, có thì có, nhưng chưa từng thử qua. Có thể thành công hay không ta cũng không rõ nữa. Quan trọng hơn là, chúng ta cần phải loại trừ hết thảy mọi quấy nhiễu, bởi vì đáy ao có. Lời còn chưa nói hết, mọi người bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Sao, Hạ Thiên không khỏi có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi, hắn đã âm thầm đâm cho những người kia một châm, bọn họ không thể động đậy được, cũng không phát ra được âm thanh nào mới đúng chứ. Lúc này, hai mắt những người kia đột nhiên nổi lên luồng ánh sáng quỷ dị, bên trong cơ thể phát ra tiếng cạch cạch. Giống như xương cốt ma sát. Từng sợi khí tức màu đen, màu đỏ từ mái vòm rơi xuống, chiếu vào người có mặt ở đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Thạch Thuần giật mình, vội vàng trốn sau lưng Ninh Nhụy Nhụy, hai tay ôm eo đối phương, ta sợ quá, Nhụy Nhụy tỷ, người hãy bảo vệ ta. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Thạch Thuần nhưng cũng không đẩy nàng ra. Gương mặt Tô Vô Song ngưng lại, rất có thể là bị đoạt xá. Đoạt xá? Nhiếp tiểu lý cũng không rõ lắm. Bạch tiêm tiêm xích lại gần, nhẹ giọng giải thích bên tai nàng. Nhiếp tiểu lý khẽ gật đầu, có chút hiểu ra, quả nhiên là vậy. Cung chủ thiên cung ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ thản nhiên nói, mọi người cẩn thận một chút.
Những người này bị ma tộc đoạt xá phụ thân, đừng giết bọn họ, chỉ định trụ bọn họ, sau đó đuổi ra ngoài cửa, rồi niêm phong cánh cửa lại. Triệu Vũ Cơ gật đầu, nói với chúng nữ, cứ dựa theo kế hoạch trước đó của Dạ Ngọc Mị mà chấp hành. Chúng nữ nhìn nhau, sau đó lấy bùa, đan dược và những công cụ khác ra. Giống. Lúc này, một tiếng giống đinh tai nhức óc từ đáy hồ truyền ra. Nước trong ao ầm ầm sôi lên, toàn bộ bí cảnh thiên cung đều bị chấn động đến đất rung núi chuyển. Cung chủ thiên cung biến sắc, quả nhiên đã tỉnh. Vạn năm xa xăm, ma diễm bất diệt, chúng sinh đau khổ, sao không bái ta? Một âm thanh khàn khàn bỗng nhiên vang lên, giống như cổ thần đang ngủ say tuế nguyệt vô tận ngâm sướng, khiến cho người ta thần hồn hỗn loạn, khí huyết sôi trào khó mà khống chế. Giữ vững tâm trí, bình ổn khí huyết, cung chủ thiên cung cao giọng hét lớn, đừng bị nó mê hoặc. Những người khác vội nghe theo, quả nhiên thần trí thoáng khôi phục, không còn cảm giác lục phủ ngũ tạng bị nổ tung nữa. Đây là cái gì? Nhiếp Tiểu Lý có chút kinh ngạc không hiểu, bên trong ánh mắt lưu lại sự sợ hãi khó mà khống chế, không khỏi quay sang nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cau mày, có chút khó chịu, đừng giả thần giả quỷ nữa, trực tiếp cút ra đây cho ta. Ha ha, chỉ là sâu kiến mà cũng dám kêu gào với ma ta. Âm thanh kia cười nhạo, trong giọng nói tràn ngập sự xem thường. Hạ Thiên nhếch miệng, giấu đầu lòi đuôi, không dám hiện thân mà còn gọi là ma, gọi chuột đi. Hừ, chỉ dựa vào đám rác rưởi các ngươi cũng xứng gặp chân thân ma ta. Người kia hừ nhẹ, sát khí tuôn ra, cực tiên mộ do ta trấn thủ. Người tự tiện xông vào nơi này, giết không tha. Tiếp theo. Nó nhấn mạnh từng chữ các ngươi, đều, phải, chết, hết. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nước bên trong hồ sôi trào lên, lập tức đẩy ra vạn bọt nước màu trắng, giống như hạt mưa dày đặc, phô thiên cái địa, không có chỗ trốn. Cung chủ thiên cung vung tay lên, hóa thành một cái lồng ánh sáng trong suốt, sau đó nói với những người khác, mau trốn ra đằng sau ta. Các nữ nhân của Hạ Thiên cũng không dám có chút do dự, nhanh chóng núp vào bên trong. Chỉ có Triệu Vũ Cơ và Hạ Thiên là không có hành động, vẫn đứng im tại chỗ, nhưng thần sắc có chút ngưng trọng. A, à, về phần đám người vốn đã biến dị, lúc này một lần nữa phát ra tiếng kêu thê lương. Trong lúc đám tu tiên giả nửa người nửa quái rơi vào tuyệt vọng, có người miễn cưỡng khôi phục được chút ý thức, liền giống lên, đây là ma trùng, mọi người mau chạy ra ngoài. Nếu không, chúng ta sẽ hoàn toàn biến thành ma vật. Người còn sót lại ý thức lập tức dốc hết toàn lực muốn chạy đi. Đúng lúc này, mái vòm lại rớt xuống hơn ngàn người, giống như sủi cảo rơi xuống đất. Có người còn chưa rơi xuống đất đã bị giọt nước màu trắng đánh xuyên, có người vừa mới rơi xuống đã té chết. Có người đụng phải người biến dị, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn lên. Hạ Thiên nhếch miệng, đám ngớ ngẩn này đang làm gì thế nhỉ? Có muốn chết cũng đâu cần tìm chết như thế. Triệu Vũ Cơ rất nhanh nghĩ đến một khả năng, có thể linh khí ngoài cửa đã bị cực tiên mộ thu vào. Những người bên ngoài không chịu nổi, cho nên bọn họ mới quyết định toàn bộ xông vào. Không cần để ý đến bọn họ, ánh mắt cung chủ thiên cung từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm hồ nước trước mặt, việc cấp bách bây giờ là phải nghĩ biện pháp bức cái thứ dưới hồ lên, sau đó tiêu diệt. Tô Vô Song lạnh lùng hỏi, dưới hồ rốt cuộc là ai? Năm đó. Phù Diêu tiên tử thu phục một đại ma vương, cũng đã từng là hộ pháp của nàng. Biểu hiện của cung chủ thiên cung ngưng trọng cực kỳ, giới chủ của cửu sát giới liên minh tu tiên, tự xưng là thiên sát ma chủ. Cảnh giới năm đó cũng đã là độ kiếp kỳ, Phù Diêu tiên tử phải tốn rất nhiều công sức mới thu phục được nó. Muốn thức tỉnh Phù Diêu tiên tử, trước phải giết chết nó. Triệu Vũ Cơ hoài nghi hỏi, thật ra đây mới là mục đích chính của ngươi. Ngươi từ nhỏ sinh sống trong vọng tộc thế gia, luận âm mưu trong đầu nhiều quá rồi đấy. Cung chủ thiên cung nhìn Triệu Vũ Cơ, lạnh giọng nói, tu tiên đại đạo không giống thủ đoạn quan trường. Phải phóng đại cách cục mới có thể không bị chút tính toán nhỏ trong lòng lừa gạt. Triệu Vũ Cơ hoàn toàn khinh thường mấy thứ này, nhưng nàng cũng không tiếp tục phỏng đoán tâm tư của nữ nhân này nữa. Sâu kiến có nhiều cũng chỉ là sâu kiến, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Âm thanh kia phá lên cười, lạnh lùng nói, trước kia, các ngươi ở ngoài cửa, mà ta không làm gì được các ngươi. Bây giờ là thời cơ tốt để tàn sát các ngươi. Rất nhanh, giọt nước màu trắng chuyển thành tia, nhìn sền sệt,
nhưng đụng vào mới biết nó cực kỳ cứng, đao kiếm cũng khó mà chặt đứt. Phốc phốc phốc. Không bao lâu sau, có một số người bị trúng những sợi tơ màu trắng, giống như bị định trụ, không động đậy được. Chỉ có thể mặc cho vết bẩn màu trắng nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, biến thành ma vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có người không chống đỡ nổi, bạo thể mà chết. Cảnh tượng như địa ngục chẳng những khiến cho người vừa rơi xuống hoảng sợ vô cùng, ngay cả chúng nữ núp bên trong lồng ánh sáng cũng phải hoảng hốt. Hạ Thiên vẫn vân đạm phong khinh như cũ, lười biếng nói, mọi người không cần sợ. Có ta ở đây, mấy thứ đồ chơi rách nát này không thương tổn được mọi người đâu. Trong đám người bỗng nhiên có người lên tiếng, mọi người đừng đi loạn, mau tụ lại, giống như bọn họ vậy, ngưng tụ bình chướng linh khí. Nếu không, tất cả mọi người đều phải chết. Hạ Thiên nhìn người kia, phát hiện có chút quen mặt, hình như là lão nhị của Long gia. Không nhớ rõ cũng không sao, dù sao cũng chỉ là một vai diễn quần chúng, cũng không phải mỹ nữ. Tuy nhiên, những người kia lại rất nghe lời, rất nhanh tụ lại hơn mấy trăm người, cùng nhau vận linh khí ngưng tụ một bình chướng to lớn giữa không trung, ngăn những sợi tơ màu trắng chiếu đến, còn có những giọt nước màu trắng vẩy ra. Những người còn lại thấy vậy, hoặc gia nhập, hoặc tạo thành một đội ngũ khác. Không bao lâu sau, đám người Long Hưng Vân đã tập trung gần ngàn người, bình chướng linh khí cực kỳ kiên cố, nhìn còn dày hơn cả cung chủ Thiên Cung một mình ngưng tụ ra. Tô Bối Bối thấy vậy, cảm thấy tiếp tục cũng không phải là cách, lập tức đề nghị, nếu không, chúng ta cũng giúp nàng ấy một tay đi. Không cần, cung chủ Thiên Cung từ chối, các ngươi cần bảo tồn linh khí. Bây giờ còn chưa đến lúc ra tay, hãy nhớ kỹ lời của ta vừa nãy. Thạch Thuần đang xoa đùi Ninh Nhụy Nhụy, không khỏi có chút phân tâm, liền thuận miệng hỏi, a, câu nào vậy? Chúng nữ không khỏi chừng nàng một cái, Ninh Nhụy Nhụy cũng gõ một cái vào bàn tay đang tác quái của nàng. Học cái gì tốt đi, đừng có học thói sắc lang của tên kia. Ninh Nhụy Nhụy tức giận phê bình, đừng có trở nên lưu manh giống hắn. Thạch Thuần có chút ngượng ngùng nói, đúng đúng đúng, đều là anh rể làm hư ta. Nếu mọi người có tức thì cũng nên tức hắn, chẳng liên quan gì đến ta cả. Thuần nha đầu, người muốn ăn đòn đúng không? Hạ Thiên có chút khó chịu nói, người đừng cho rằng ta sẽ không đánh người nhé. Thạch Thuần thè lười, không dám ăn nói lung tung. Lát nữa nghe theo hiệu lệnh của ta, cung chủ Thiên Cung cũng không tức giận, vẫn bình tĩnh lặp lại, ngoại trừ Hạ Thiên và Triệu Vũ Cơ. Những người khác đuổi những người không phận sự ra ngoài cửa, sau đó phong cửa trước cực tiên mộ lại. Tất cả mọi người đều nghe rõ. Chúng nữ cùng nhau lên tiếng, được. Triệu Vũ Cơ tiến lên trước mặt Hạ Thiên, lát nữa, ta và cung chủ Thiên Cung sẽ nghĩ cách ngăn cản tên thiên ma sát chủ gì đó, chàng thừa cơ bay lên đài nghĩ cách thức tỉnh Phù Diêu tiên tử. Hạ Thiên thản nhiên nói, không cần phiền phức như vậy, trước xử lý tên thiên ma chủ, như vậy là có thể sang bên kia. Nói thế nào, ngươi làm như thế đó đi. Triệu Vũ Cơ trừng mắt nhìn Hạ Thiên, thành thật nói, đây là kế hoạch mà ta, Ngọc Mị còn có cung chủ Thiên Cung đã thương lượng với nhau. Nếu chàng không muốn chúng ta tức giận, vậy thì nghe lời đi. Mặc dù Hạ Thiên cảm thấy không cần thiết nhưng vẫn gật đầu, được thôi, ta nghe các người, nhưng nếu các người ngăn không được, ta nhất định sẽ ra tay. Đó là đương nhiên rồi. Triệu Vũ Cơ khẽ cười một tiếng. Thuận miệng nói, đến lúc đó, chàng không ra tay, ta cũng sẽ bức chàng ra tay. Một lát sau, nước trong hồ đã giảm đi gần một nửa, tốc độ phun ra cũng chậm hơn không ít. Thiên sát, đừng lãng phí thời gian nữa, mau xuất hiện đi. Cung chủ Thiên Cung khiêu khích, hay là, vạn năm không thấy, chân thân của ngươi đã thoái hóa, không dám bước ra trước mặt người khác. Ha ha, khí linh, ngươi cảm thấy phép khích tướng đó hữu dụng đối với ta sao? Âm thanh kia lộ vẻ khinh bỉ, thật ra ma ta có chút không hiểu ngươi. Trước kia ngươi là khí linh vô hình vô sắc, khó nắm bắt giữa thiên địa, tới lui vô ảnh, người khác cũng không gây thương tổn được cho ngươi, không nghĩ đến ngươi nhất định phải hóa thành hình người. Đây cũng chính là sơ hở lớn nhất của ngươi. Cung chủ Thiên Cung cũng không tiếp lời, chỉ thản nhiên nói nhảm xong chưa, nếu ngươi còn không hiện thân, ngươi cũng đừng để ta khiến ngươi chết ngậy trong hồ. Ngươi đã thành ba ba chết trong hũ rồi. Muốn nhìn thấy chân thân của ta, ha ha, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Âm thanh dưới đáy bỗng nhiên trở nên bén nhọn, theo tiếng nói còn có từng đợt rung động kịch liệt, không chỉ là cực tiên mộ,
toàn bộ bí cảnh thiên cung, thậm chí mặt đất cũng run lên. Xoạt, hồ nước trước mặt đột nhiên lật cả đáy lên trời, linh tương màu trắng cuồn cuộn phun trào, chảy xiết về phía mọi người. Hạ Thiên nhanh chóng xuất hiện trước lồng ánh sáng của cung chủ thiên cung, giữ ngón tay sáng lên định hải thần châm, vận băng hỏa linh khí đâm về phía trước. Linh tương màu trắng lập tức chia thành hai nửa, phân biệt đi về phía Hạ Thiên và chúng nữ. Nhưng, những người còn lại cũng không tốt hơn. Rất nhanh đã có mấy chục người bị linh tương màu trắng xông ngược lại, lập tức thịt nát xương tan, trực tiếp biến mất trên cõi đời này. Long Hưng Vân khôn hơn một chút, lấy ra mấy chục lân phiến của lão tổ Long ra làm thành thuyền, yêu cầu tất cả mọi người lên trên. Sau khi Hạ Thiên rút gân rồng lão tổ Long ra thì bỏ đi, cơ thể tàn phế của lão tổ vẫn còn để nguyên tại chỗ. Xem ra là bị Long Hưng Vân thu lấy. Bành! Đằng trước rung mạnh, một con quái vật khổng lồ đen xì từ dưới đáy hồ vươn ra, giống như một ngọn núi nhỏ cao mười mấy thước. Mọi người chăm chú nhìn, một lát sau mới nhìn ra được đó là vật gì, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Cái kia, chỉ là một ngón tay. Có người la hoảng lên. Một ngón tay mà đã lớn như vậy, thân hình của nó chẳng phải sẽ đụng trời sao? Chạy mau thôi, mặc dù ngoài cửa không có linh khí nhưng tốt xấu vẫn còn sống được. Trốn đi. Có người không chịu nổi, lập tức bỏ bình chướng linh khí, đằng không bay lên, bay về phía mái vòm, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Lúc này, trong hồ nước đã vươn ra nguyên một bàn tay. Cự trưởng mở ra bốc một ít linh tương màu trắng vào lòng bàn tay, sau đó nắm chặt nắm đấm. Vô số linh tương từ khe hở ngón tay bắn tung tóe ra ngoài, tốc độ so với trước nhanh không chỉ gấp 10 lần. Linh tương như đao như kiếm trong nháy mắt chém đến linh khí bình chướng, chém những người kia thành thịt nát. Tiếp theo, nó lại buông nắm tay ra, một chưởng vỗ về phía đám người Hạ Thiên. Bành, giống như kinh lôi vạn năm, chưởng lực đi tới, ngay cả thần Sơn Côn Luân cũng bị nện thành hố to chứ đừng nói chi chỉ là tu tiên giả. Phốc, từng luồng kiếm khí tinh thuần chém cự chưởng thành hai nửa. Triệu Vũ Cơ cầm một thanh trường kiếm trong tay. Lạnh lùng phóng lên trời, tay của ngươi rất thối, ngươi có biết không? Cung chủ thiên cung và các nữ nhân khác của Hạ Thiên tất nhiên cũng bình yên vô sự. Các ngươi chẳng qua chỉ là con chó sắp chết, lại còn dám sủa loạn ở đây, đúng là không biết tự lượng sức mình. Âm thanh thiên sát ma chủ không hề có chút ba động, dường như không để tâm đến ngón tay bị chém đứt, bởi vì một giây sau nó đã mọc ra. Ngươi là độ kiếp kỳ, ta cũng là độ kiếp kỳ. Triệu Vũ Cơ cười nhạo, nói ta không biết tự lượng sức mình, vậy ta ngược lại muốn xem, người có cái gì để ta có thể nhìn mà than thở hay không. Thiên sát ma chủ càng thêm xem thường, lạnh lùng nói, vạn năm trước, mà ta chính là độ kiếp kỳ, bây giờ trải qua vạn năm trầm tích, ngươi chẳng qua chỉ là một nhân loại, cũng xứng so với ma tướng ta sao. Đúng, ta chỉ là nhân loại. Triệu Vũ Cơ cầm kiếm mà đứng. Cười lạnh châm chọc, nhưng ta dùng hơn 10 năm để trở thành một độ kiếp kỳ, còn ngươi qua vạn năm cũng vẫn là một độ kiếp kỳ, điều này nói rõ ngươi chỉ là một phế vật. Ngươi chính là muốn chết. Thiên sát ma chủ giận tím mặt, khàn giọng giống to, đã như vậy, ta sẽ tiễn toàn bộ các ngươi xuống địa ngục. Xích sát cuồng, a. Lời còn chưa nói hết, nó bỗng nhiên dừng lại. Cánh tay duỗi ra ngoài hồ nước cũng đột nhiên rút về. Chuyện gì xảy ra thế? Gương mặt Triệu Vũ Cơ hiện lên sự nghi hoặc nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Cung chủ thiên cung đột nhiên hỏi, Hạ Thiên đâu? Sao? Triệu Vũ Cơ nhìn xung quanh, đúng là không nhìn thấy bóng của Hạ Thiên, đúng vậy, hắn đi đâu rồi? Những nữ nhân khác nhìn nhau, không người nào có thể trả lời vấn đề này. Cung chủ thiên cung không khỏi đưa mắt nhìn về phía đài cao chính giữa hồ nước, chẳng lẽ thừa dịp khe hở vừa rồi hắn đã đến hồ, đối diện với quan tài rồi? Không đúng, Triệu Vũ Cơ lắc đầu, biểu hiện ngưng trọng nhìn hồ nước màu trắng trước mặt, có chút tức giận nói, hắn nhất định là xuống dưới đáy hồ tìm thiên sát ma chủ gì đó rồi. Biểu hiện cung chủ thiên cung ngưng trọng, nhưng rất nhanh thở dài, lạnh lùng nói, mặc kệ hắn, trước tiên cứ dọn sạch sẽ nơi này rồi nói sau. Nếu hắn có thể giải quyết thiên sát ma chủ thì tốt rồi. Không thể giải quyết, đến lúc đó chúng ta cùng xuống dưới đó giúp hắn. Đi. Triệu Vũ Cơ gật đầu, sau đó nói với chúng nữ, chia ra hành động, trước đuổi người dư thừa ra ngoài, sau đó niêm phong cửa lại. Lúc này,
Tô Bối Bối đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhiều người như vậy, chúng ta muốn đuổi hết ra ngoài, chỉ sợ hiệu suất không cao. Đúng, những người đó cũng không phải không có chút sức chiến đấu chút nào. Lam Y Nhân đồng ý với Tô Bối Bối, nơi này còn là nơi sinh trưởng của bọn họ. Luyến thổ tình nặng, chỉ sợ sẽ có một trận đánh ác liệt diễn ra. Nhiếp Tiểu Lý không hiểu, ra ngoài thì có thể bảo vệ được mạng. Chờ sự việc kết thúc thì quay về trùng kiến gia viên không phải cũng giống sao. Bạch Tiêm Tiêm ngược lại hiểu được tâm trạng đó. Từ nhỏ, nàng lớn lên ở Sương Nguyệt Đảo, chỉ là về sau đảo chìm, các nàng mới không thể không lên bờ. Mặc dù lúc này bọn họ đã yên ổn ở tiểu tiên giới, nhưng vẫn không cách nào dung nhập hoàn toàn. Chúng ta xác thực không có ác ý, nhưng chỉ sợ bọn họ không nghĩ như vậy. Tô Vô Song đã quen nhìn ngươi lừa ta gạt ở giới tu tiên Tiên Vân Đại Lục, đối với tình người cũng không ôm hy vọng tích cực, huống chi những người này còn ham muốn cái gì bảo tàng, cái gì linh uẩn, sẽ chỉ cho rằng chúng ta muốn nuốt một mình. Lúc này, Thạch Thuần bỗng nhiên cười nói, ta có một cách, chỉ là không biết có thích hợp hay không. Cách gì? Triệu Vũ Cơ hỏi. Thạch Thuần có chút ngượng ngùng nói, có thể sẽ có chút hậu hoạn. Nếu không, nghĩ ra được gì thì cứ nói thẳng. Ninh Nhụy Nhụy nhẹ giọng trấn an, chẳng lẽ chúng ta còn vì thế mà trách cứ ngươi sao? Thạch Thuần nghĩ lại thấy cũng đúng, Dạ Tỷ Tỷ không phải cho chúng ta mỗi người một truyền tống phủ sao, dùng để rút lui khi đứng bên bờ vực sống chết đấy. Dương San suy nghĩ một chút liền đoán ra được mục đích của Thạch Thuần, ngươi nói là dùng truyền tống phủ đưa những người kia đi. Ý kiến hay, nhưng truyền tống những người này ra ngoài có thể dẫn phát cái gì hay không? Tô Bối Bối cũng nghĩ đến cách này. Nhưng so với Thạch Thuần thì kém hơn một chút, vì thế mới vứt hết suy nghĩ không thành thục của mình đi. Không đâu, Triệu Vũ Cơ khẳng định, địa điểm neo định của truyền tống phù là thiên ngoại thiên tiểu tiên giới, ở đó có Dạ Ngọc Mị trấn thủ, ai có thể gây loạn trước mặt nàng ấy được chứ? Thạch Thuần cười hì hì, gật đầu nói, đúng, huống chi, tiểu tiên giới chính là địa bàn của anh rể và cửu tỷ tỷ. Bọn họ không có khả năng làm loạn, ta thông minh quá, đúng là thiên tài. Vậy cứ làm như vậy đi. Cung chủ Thiên Cung quyết định thật nhanh, cũng cảm thấy không thể trì hoãn được nữa, còn không biết dưới hồ là tình huống gì, cho nên nàng nhất định phải giải quyết dứt khoát. Triệu Vũ Cơ suy nghĩ một chút rồi nói, Tô Vô Song, Ninh Nhụy Nhụy, Lam Y Nhân, thực lực ba người tương đối cao, trước trưng dụng lá bùa của ba người. Sau khi mở ra cửa truyền tống, tất cả mọi người xuất động, đưa một số người ném qua. Tiếp theo, nàng lại bổ sung một câu, Bạch Tiêm Tiêm, người theo ta đến phong lại cực tiên mộ. Vâng, nhiệm vụ đã có, tất cả mọi người đều không có ý kiến, toàn bộ đều gật đầu, sau đó lập tức hành động. Cung chủ Thiên Cung phóng đến đài cao chính giữa hồ nước, trong lòng âm thầm hy vọng, cho dù Hạ Thiên không thể giết chết thiên sát ma chủ, ít nhất cũng phải ngăn chặn được nó. Nàng muốn thử thức tỉnh phù diêu tiên tử. Hạ Thiên đích thật đã tiến vào bên trong hồ nước. Dưới hồ nước màu trắng là một vực sâu không đáy. Thuận theo cánh tay một đường nhìn xuống, đột nhiên thấy được một sinh vật cực kỳ khủng bố. Ma vật kia cao khoảng 1.000 mét, trên đầu mọc hai cái sừng trâu bén nhọn, cơ thể cường tráng lại cháy đen như than, đường cong cơ bắp hiện ra màu vàng lộng lẫy. Ánh mắt đen nhánh như màn đêm, nhưng vòng ngoài con người cũng có vòng sáng màu vàng, mang theo uy nghiêm vô thượng. Nếu là người bình thường chạm phải ánh mắt này, chỉ sợ sẽ bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, hồn phi phách tán. Đây là thứ gì thế? Hạ Thiên liếc nhìn qua, cảm thấy vật này quá xấu, người sống trên đời, quả thật có chướng ngại thưởng thức. Khó trách lại bị phong ấn dưới đáy hồ. Thiên sát ma chủ lộ ra vẻ tán thưởng, a, tiểu tử, người đúng là can đảm, dám chui vào cấm ma hồ để gặp ta. Gặp thì gặp, chẳng lẽ ngươi nhận không ra người? Hạ Thiên nhếch miệng nói. Giống. Thiên sát ma chủ chỉ hừ nhẹ một tiếng, mũi thở ra hai luồng hỏa khí, đáy hồ linh tương vì thế mà sáng rực lên, lại còn phi nhanh về phía Hạ Thiên. Thân hình Hạ Thiên giống như quỷ mị, trong nháy mắt vọt đến chỗ cực xa. Hai luồng hỏa khí đánh tới vách tường đáy hồ, trong nháy mắt tạo thành hai cái hố to. Tuy nhiên, rất nhanh hai cái hố to khôi phục lại nguyên trạng. Thân hình Hạ Thiên phiêu phù giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống thiên sát ma chủ. Cũng không phát hiện nhược điểm rõ ràng, nhất thời cũng không biết ra tay từ nơi nào. Ha ha, ngươi muốn tìm sơ hở của ma ta.
vòng sáng màu vàng trong mắt Thiên Sát Ma Chủ sáng lên, trong nháy mắt đọc được suy nghĩ của Hạ Thiên, liền cười nhạo, mà ta chính là cơ thể Thiên Sát Chính Tông, bên ngoài có kim lân giáp hắc sát che phủ, không có thần binh lợi khí, ngươi không thể nào làm bị thương được ta. Có thể làm bị thương ngươi hay không, phải thử mới biết được. Hạ Thiên cũng lười phí tâm tư suy nghĩ cái này cái kia, nắm chặt nắm đấm đánh tới đỉnh đầu Thiên Sát Ma Chủ. Thiên Sát Ma Chủ không tránh né, đương nhiên cũng có thể là do thân hình quá lớn, không cách nào linh hoạt tránh né, cho nên đã vững vàng đón đỡ một quyền của Hạ Thiên. Oanh! Một tiếng vang rền, chấn động ao linh tương tràn ra bên ngoài không thôi. Một quyền này giống như tảng đá đập vào sắt thép, ngoại trừ tạo ra một tiếng vang, cũng không tạo thành bất cứ tổn thương gì. Ha ha, như thế nào? Thiên Sát Ma Chủ không khỏi đắc ý cười nói, cơ thể ma ta còn cứng hơn quả đấm của ngươi gấp trăm nghìn lần. Chưa hẳn. Hạ Thiên không phục, bóp quyền đánh tiếp. Bành, bành, bành. Liên tiếp đánh vào những nơi yếu hại của Thiên Sát Ma Chủ. Thiên Sát Ma Chủ đón đỡ ba quyền, nhếch miệng mỉm cười, cũng không có phản ứng gì khác, ha ha, ngươi chẳng qua chỉ làm mấy chuyện vô dụng mà thôi. Ai nói vô dụng, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Bỗng đánh một quyền vào eo Thiên Sát Ma Chủ. A! À, Thiên Sát Ma Chủ phát ra tiếng kêu, vòng ánh sáng màu vàng trong mắt lóe lên một cái. Hạ Thiên cười hì hì, mặc dù ngươi không có sơ hở nhưng cơ thể của ngươi có khí huyết lưu động. Chỉ cần đánh vào các khớp nối, khí huyết cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hừ, chỉ là mấy mánh khóe nhàm chán. Thiên Sát Ma Chủ khinh thường mắng một câu. Lập tức lộ ra vẻ không thích, mà ta không có hứng thú chơi đùa chỗ này với ngươi. Các ngươi muốn chơi trò dương đông kích tây, chỉ tiếc là ngươi còn chưa có tư cách ngăn chặn ta. Ha! Thiên Sát Ma Chủ bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay rút về, nắm chặt nắm đấm, nhắm ngay hư không đánh vào một quyền. Hạ Thiên nhếch miệng, ngồi gần vạn năm ở đây, đầu óc đã hồ đồ rồi. Chỉ là vừa dứt lời. Nắm đấm to như quả núi xuất hiện trước mặt hắn. Sau khi ra quyền, Thiên Sát Ma Chủ đột nhiên vặn người một cách không thể tưởng tượng được, trước khi Hạ Thiên kịp phản ứng đã đánh trúng hắn. Phốc! Hạ Thiên cảm giác giống như có một luồng sức mạnh kỳ dị đánh vào cơ thể của hắn. Chưa đến một phần ngàn giây, Hạ Thiên cảm thấy xương cốt toàn thân trên dưới đều bị luồng sức mạnh này phá hủy, khiến hắn không thể không phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay mấy trăm mét. Đâm vào vách tường dưới đáy hồ, tạo thành một cái hố to. Bành bành bành. Thiên Sát Ma Chủ thừa thắng truy kích, một quyền tiếp một quyền đánh thẳng vào người Hạ Thiên. Tại sao lại không trốn được nhỉ? Hạ Thiên muốn dùng phiếu miểu bộ né tránh, nhưng lại kinh ngạc phát hiện linh khí bên trong cơ thể hắn không bị khống chế, giống như bị thứ gì đó định lại, linh khí cũng không dùng được. Không thích hợp. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Thiên Sát Ma Chủ không cho Hạ Thiên có thời gian để suy nghĩ. Một tay đè chặt Hạ Thiên vào vách tường, một tay khác chộp vào trong hư không, chỉ thấy linh tương cuồn cuộn tràn vào trong lòng bàn tay của nó, biến thành một luồng lôi đình màu trắng. Cực kỳ dữ tợn. Chết đi, lôi đình ghim trúng tim Hạ Thiên, lập tức nổ tung. Như thế nào, nhận một kiếm này của ta có dễ chịu không? Thiên Sát Ma Chủ nhếch miệng cười. Ánh mắt tràn ngập sự khinh thường, trước khi chết, ngươi có nguyện vọng gì? Có lẽ mà ta có thể giúp ngươi thực hiện. Lâu rồi Hạ Thiên chưa bị đánh, cũng lâu rồi chưa từng bị thương thế nặng như vậy. Lôi đình màu trắng đánh vào cơ thể của hắn, mạnh mẽ đâm tới, không chút kiêng kỵ tiến hành phá hư. Đừng vùng vẫy, tạng phủ bên trong cơ thể của ngươi đã bị băng nát, bách hải trở thành một cái xác không. Hạ Thiên không nói gì, gương mặt cũng chẳng có biểu cảm. Có phải ngươi cảm thấy nghi hoặc lắm phải không? Thiên Sát Ma Chủ nhìn chằm chằm mắt Hạ Thiên, giống như từ bên trong nhìn ra được cảm xúc khiến mình hài lòng. Có phải ngươi không nghĩ ra được vì sao ngươi không thể động đậy? Vì sao ngươi không cách nào vận dụng linh khí? Không đợi Hạ Thiên trả lời, nó đã cất cao giọng cười ha hả, không cần đoán, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi biết, bởi vì ao linh tương trải qua vạn năm thấm vào, đã sớm bị ta thay đổi thành ma trùng. Từ lúc ngươi tiến vào cái hồ này, ngươi đã thua, hơn nữa còn thua không thể nghi ngờ, không hề có chút phần thắng nào. Nói nhảm xong chưa? Hạ Thiên chưa chết, cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Đã lâu rồi hắn không có cảm giác này, chút khí lực đó của ngươi ngay cả con kiến cũng đánh không chết,
còn muốn đánh chết ta. Sao? Thiên sát ma chủ nghe xong, không khỏi nghi ngờ, ngươi chẳng qua chỉ là phàm nhân, linh khí bị đông cứng, nhục thân cũng bị ma ta đánh nát, vì sao ngươi vẫn còn sống? Linh khí bị đông cứng, vậy thì không cần linh khí chứ sao? Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, không phải ngươi nghĩ rằng ta chỉ biết dùng linh khí thôi sao? Không thể nào. Nói xong, một cây ngân châm đột nhiên lóe lên, bắn thẳng vào mắt phải thiên sát ma chủ. A! À, thiên sát ma chủ ngẩn người, vô thức sờ vào mắt phải, nhưng tay đè Hạ Thiên vẫn không thu lại. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, đến bây giờ mà ngươi còn muốn đè ta. Ngươi cũng không ngốc đến mức không có thuốc chữa chứ. Không thể nào, mắt của ta có cương khí che chở, làm sao có thể bị ngân châm đâm rách. Mắt phải thiên sát ma chủ chảy ra máu đen, chỉ càng làm cho nó cảm thấy khó chịu và nghi hoặc, rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Hay là ngươi có pháp bảo gì? Dùng pháp bảo vô dụng làm gì? Hạ Thiên mỉm cười, lấy ra một cây ngân châm khác, chỉ muốn chọc mù ngươi mà thôi. Ta ngược lại đã xem thường ngươi. Thiên sát ma chủ cũng không bối rối, con mắt còn lại tăng thêm mấy phần hung lệ, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, trước thực lực tuyệt đối, ngươi chẳng qua chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, quyết không được thắng cục. Ngươi nói đúng. Hạ Thiên gật đầu, lập tức tách ra, nhẹ nhàng đẩy cái tay đang đè mình, cười nói, cho nên, ngươi thua rồi. Thiên sát ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thu cánh tay về, dùng tốc độ nhanh hơn, một quyền đánh tới, ta sẽ đánh ngươi chết trước. Bành! Một quyền đánh vào, vách tường bị đánh thành một cái hố to, toàn bộ bí cảnh thiên cung lắc lư lần nữa. Ao linh thương không ngừng tràn ra ngoài. Tuy nhiên, lần này Hạ Thiên không còn ở trong hồ nước. Hắn lách mình xuất hiện trên đỉnh đầu thiên sát ma chủ, bước chân thong thả giống như đang đi tản bộ. Sao? Thiên sát ma chủ đấm ra một quyền mới biết mình đánh hụt, nhưng nó vẫn trăm mối không có cách giải, trong cơ thể của ngươi rõ ràng đã bị ma trùng ta ăn mòn, tại sao ngươi còn có thể động đậy? Ma trùng của ngươi chẳng làm gì được ta. Hạ Thiên lười biếng nói, nó đã bị ta phá giải. Thật ra, tác dụng của nó đối với ta không lớn. Nghe xong, thiên sát ma chủ không khỏi cười nhạo. Có thể phá ma trùng của ta chỉ có kiếp lực mà thôi. Trong con ngươi thiên sát ma chủ hiện thị sự ưu việt, bày ra tư thái cao lâm thiên hạ, ở cái nơi tiên khí không có này, linh khí cực kỳ mỏng manh, chỉ sợ gần vạn năm qua cũng không có nổi một thiên kiếp. Ngụ ý chỉ rằng Hạ Thiên hoàn toàn không có khả năng có kiếp lực. Cho nên nói tầm mắt của ngươi chẳng có gì đặc biệt, tư duy đã bị cổ hóa. Hạ Thiên khẽ thở dài, có chút tiếc nuối, cái gì ma chủ, bị giam gần vạn năm, đầu óc cũng không được thanh tỉnh. Thiên sát ma chủ cảm thấy bị sỉ nhục, quát lớn, đã như vậy, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Giống, nó nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể rúng động. Chấn động Hạ Thiên có chút đứng không vững, đầu óc cũng sôi trào lên. Cơ thể cao lớn có chút vặn vẹo, trong nháy mắt lập tức thay đổi phương hướng, biến thành kiểu chổng vó, hai tay hợp lại giống như đập con ruồi, muốn đập Hạ Thiên giữa hai tay của mình. Sao? Hạ Thiên siết chặt quả đấm, đánh vào một bàn tay. Kết quả, hắn phát hiện không có tác dụng, so sánh cường độ cơ thể, hắn quả thật không bằng đối phương. Lúc này, hắn thử dùng ngân châm đâm vào mấy yếu huyệt của thiên sát ma chủ, kết quả đâm không vào. Không thể không nói, lân giáp trên người thiên sát ma chủ xác thực rất lợi hại. Cho dù Hạ Thiên chọc mù con mắt còn lại của thiên sát ma chủ, trên cơ bản cũng không làm nên chuyện gì, huống chi đối phương nhất định có phòng bị. Trừ phi ngân châm có thể phá vỡ vòng bảo hộ cương khí trong mắt đối phương, sau đó đi thẳng vào não, có lẽ có thể một kích giết địch. Song trường tiếp tục hợp lại, một lần nữa phát ra tiếng vang rất to. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn đến lúc nào. Thiên sát ma chủ hừ lạnh một tiếng, trong hồ này, mặc kệ ngươi có gì cậy vào, cuối cùng cũng bị ma ta cướp lấy mà thôi. Hạ Thiên lười nói nhảm với thiên sát ma chủ, ánh mắt nhìn chăm chú cơ thể thiên sát ma chủ, lại một quyền đánh vào cơ thể của nó. Vô dụng thôi. Thiên sát ma chủ nhe răng cười một tiếng, sớm biết ngươi sẽ như thế, mà ta sao có thể không có phòng bị chứ? Nói xong, một bàn tay đã bay đến. Hạ Thiên không né tránh kịp, vừa lúc bị đánh trúng. Hạ Thiên giống như đạn pháo bay ra ngoài, nửa đường tháo hai lần lực,
khó khăn lắm mới ngừng lại. Làm sao thiên sát ma chủ lại buông tha cho cơ hội tốt như thế, song trưởng nhanh chóng đánh ra. Đừng nhìn cơ thể nó to lớn, nhưng động tác tuyệt không vụng, ngược lại còn mau lẹ một cách quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bành 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 bành, thiên sát ma chủ liên tiếp đánh ra mấy trăm trưởng, đánh vách tường đối diện thành bùn nát. Hạ Thiên thở hổn hển, nụ cười vẫn treo trên môi như cũ, ta đã hiểu cơ thể của ngươi là gì rồi. Hừ, sắp chết đến nơi mà còn khoác lác. Thiên sát ma chủ nửa chữ cũng không tin, cơ thể của ma ta chính là một trong những linh thể vô thượng của liên minh tu tiên. Trong toàn bộ cửu sát giới cũng chỉ có hai người mới đánh được ta. Cho dù thần quân ra tay cũng không tổn thương được ta mảy may. Hạ Thiên cười nói, nếu lợi hại như vậy, năm đó ngươi đã không bị Phù Diêu tiên tử thu phục. Thế thì lại khác. Thiên sát ma chủ cười nhạo, lộ ra vẻ khinh thường, năm đó, tần tiên tử cũng đã dùng một chút thủ đoạn, cộng thêm ta kính nể cách làm người của nàng ấy, cho nên mới cam nguyện trở thành tôi tớ của nàng ấy. Ai biết nàng ấy lại ngu ngốc, đắc tội cao tầng liên minh tu tiên, bị giáng đến cái nơi chim không thèm ị này, hại ta cũng bị liên lụy theo. Lấy cớ đúng là nhiều. Hạ Thiên tùy ý nói, thừa nhận người bị nàng ấy đánh bại khó khăn lắm sao? Làm càn. Thiên sát ma chủ nổi giận, lớp vảy đen bên ngoài bỗng nhiên tản ra, hóa thành vô số cá con màu đen, bao vây Hạ Thiên lại. Hạ Thiên có chút khó hiểu, yên lặng nhìn những con cá con màu đen, đồng thời bắn ra mấy cây ngân châm để thăm dò. Quả nhiên, ngân châm hoàn toàn không có tác dụng với cá con màu đen, nhưng cá con màu đen cũng không công kích hắn, chỉ bao vây hắn lại mà thôi. Không cần nghĩ, đây chính là tranh thủ thời gian cho thiên sát ma chủ. Quả nhiên, thiên sát ma chủ bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, toàn thân trên dưới đều tản ra một tầng kim quang mỏng nhạt. Tiếp theo, linh tương màu trắng trong hồ bị kéo lên, thấm vào các nơi trong cơ thể của nó. Chưa đến nửa giây ngắn ngủi, gần như hơn phân nửa nước hồ linh tương đã bị nó hấp thu. Cơ thể cao lớn chẳng những không trở nên lớn hơn, ngược lại còn nhỏ đi, cuối cùng không khác gì người bình thường. Không bao lâu sau, thiên sát ma chủ đã biến thành một người cao gần 2 mét, dung mạo còn có chút đẹp trai. Mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực. Hơn nữa, hắn ta còn mặc một bộ áo bào trắng, tay áo bồng bềnh, chẳng khác nào công tử thế gia. Tuy nhiên, mắt của hắn ta vẫn có viền vàng như cũ, ánh mắt âm trầm, sát khí không giảm. Thiên sát ma chủ cười lạnh nhìn Hạ Thiên, tiểu tử, có thể nhìn thấy chân thân ma ta, cho dù ngươi chết cũng là tam sinh hữu hạnh. Cũng không tệ, chẳng qua ta cảm thấy dung mạo của ngươi không đẹp trai bằng ta. Hạ Thiên nhếch miệng. Thiên sát ma chủ lạnh nhạt trả lời, dung mạo chỉ là cái túi da mà thôi, cần chi phải cố chấp như thế. Hạ Thiên khó chịu nói, vì sao ngươi không đổi thành dáng vẻ xấu hơn đi? Đây chính là chân thân của ma ta, không phải biến hóa ra. Thiên sát ma chủ phiêu phù giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, ngược lại có chút phong phạm cao nhân, bây giờ ngươi có thể chọn một kiểu chết. Chân thân ta vừa hiện, không giết đến thống khoái thì không thể trở về. Ngươi rất may mắn trở thành tế phẩm đầu tiên. Hạ Thiên đáp lại một câu, tế cái đầu ngươi đấy. Thô bỉ không chịu nổi. Thiên sát ma chủ lắc đầu, nhẹ nhàng phất tay với Hạ Thiên. Vù 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 vù, chỉ một thoáng, mấy ngàn kiếm khí màu trắng cùng nhau chém về phía Hạ Thiên. Lại là chiêu thức này, kiếm khí cũng không phải lông trâu. Hạ Thiên lắc đầu, đầu ngón tay sáng lên định hải thần châm, nghênh đón kiếm khí. Bành! Đám kiếm khí còn chưa đến gần trước mặt Hạ Thiên đã bị một vòng xoáy linh khí đánh nát. Có chút thú vị. Thiên sát ma chủ một chút cũng không nóng nảy, bóp kiếm quyết, tiện tay vung lên, lại ăn của ta một kiếm. Kiếm khí màu trắng lại một lần nữa ngưng tụ, biến thành một thanh cự kiếm, đâm thẳng về phía Hạ Thiên. Có thêm một vạn kiếm cũng chẳng làm gì được ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngân châm giữa ngón tay bắn ra. Tiếng xé gió lập tức vang lên. Ngân châm đâm vào kiếm khí màu trắng, lập tức thế như trẻ tre, trong nháy mắt đánh xuyên qua, thẳng đến mắt trái thiên sát ma chủ. Đinh! Thiên sát ma chủ khẽ cười một tiếng, kiếm quyết buông lỏng, hai ngón tay kẹp lấy ngân châm. Ngân châm của ngươi cũng chẳng qua, hả? Lời còn chưa nói hết, một luồng ánh sáng trắng chui vào mắt trái của hắn ta. Linh tê thần quang!
Khi thiên sát ma chủ cảm thấy không thích hợp, mắt trái bỗng dưng sáng lên một luồng ánh sáng rất mạnh. Luồng ánh sáng này trực tiếp đốt ngân châm Hạ Thiên thành cho tàn, sau đó bị giọt nước mắt bao phủ, chảy ra từ khóe mắt. Ồ, chiêu thức này của ngươi có chút thú vị. Hạ Thiên nhìn cảnh tượng này, hơi tò mò hỏi, tại sao ngươi lại làm được? Một môn pháp thuật cao giai mà thôi. Gương mặt thiên sát ma chủ hiện lên sự khinh thường, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, đương nhiên, ở cái nơi chim không thèm ị này, cấp bậc truyền thừa đạo pháp của các ngươi quá thấp, chưa thấy qua cũng là chuyện bình thường. Hạ Thiên lắc đầu, có chút khinh thường nói, ha ha, lúc này mà còn cảm giác ưu việt về bản thân. Đây không phải ưu việt mà là chúng ta khác biệt một trời một vực với đám dị tộc ở cái nơi bỏ đi này của các ngươi. Ánh mắt thiên sát ma chủ lạnh lùng, lộ ra một sự kiên định không cho cãi lại, rồng hãm nước cạn, mặc dù bị tôm trêu nhưng cũng là rồng. Ta chẳng quan tâm ngươi là rồng gì cả. Hạ Thiên nhếch miệng, cách đây không lâu, ta còn rút gân một con rồng đấy. Thiên sát ma chủ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu được Hạ Thiên đang nói là ai, không khỏi mỉa mai lại, đó chẳng qua chỉ là một con rán xanh phù diêu nuôi mà thôi, miễn cưỡng chỉ được xem là long trúc. Nhưng gân rồng mà nó cũng xứng. Không sao, coi như dây thun cũng được. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vậy trên người ngươi không có ma gân à? Thiên sát ma chủ nhìn không được cười nhạo một tiếng, chỉ vào Hạ Thiên, nói, ha ha, ngươi muốn lôi kéo ta. Hạ Thiên thuận miệng nói, ngươi đang cố tình kéo dài thời gian. Ngươi nói vậy là có ý gì? Thiên sát ma chủ sửng sốt một chút, cảm nhận được chỗ là lạ, bỗng nhiên đầu tê dần. Tiếp theo liền ôm đầu kêu thảm, a, ngươi làm cái gì thế? Ngươi đã làm gì mà ta? Như ngươi đã nói, thứ duy nhất có tác dụng đối với ngươi chính là kiếp lực. Hạ Thiên cười hì hì, cho nên, ngân châm vừa rồi ta đâm vào ngươi có mang thêm một chút kiếp lực. Không, không thể nào. Thiên sát ma chủ la hoảng lên, lắc đầu không thôi, ở cái nơi rách nát này không có khả năng dẫn đến thiên kiếp, ngươi làm sao có kiếp lực được? Hạ Thiên gật đầu. Cười nói, ở trái đất nhiều nhất chỉ có thiên lôi, thiên kiếp xác thực không có. Vậy tại sao ngươi lại có kiếp lực? Thiên sát ma chủ trăm mối vẫn không có cách giải, cố gắng phá giải kiếp lực trong đầu, đồng thời ổn định Hạ Thiên, chẳng lẽ phù diêu tiên tử ban cho ngươi? Không thể nào, ta vẫn luôn canh chừng quan tài thủy tinh của nàng ta. Nàng ta chưa từng ra ngoài. Về phần khí linh, cổ linh, lăng linh. Mặc dù các nàng có thể cùng hưởng tu vi và pháp lực với phù diêu ở một mức độ nào đó, nhưng tuyệt không có khả năng tự sinh kiếp lực. Không cần đoán, ta sẽ nói thẳng đáp án cho ngươi biết. Hạ Thiên hờ hững nói, tu tiên liên minh phái đến ba thần tướng độ kiếp kỳ, ta xử lý cả ba, thu được kiếp lực từ bọn họ. Thiên sát ma chủ nghe Hạ Thiên nói xong, giận quá hóa cười, ngươi cho rằng ngươi là ai mà có thể thu hoạch được kiếp lực của người khác. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta không phải là ai cả. Ta là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Chuyện mà các ngươi không làm được không có nghĩa là ta không làm được. Lúc này, thiên sát ma chủ vẫn không tin Hạ Thiên có kiếp lực, tất nhiên cũng không cho rằng luồng sức mạnh xâm nhập trong đầu là kiếp lực. Hắn ta chỉ cho rằng Hạ Thiên đang dùng thủ đoạn quỷ dị, cho nên hắn ta cố gắng dùng ma khí của mình trục nó ra khỏi đầu. Thiên sát ma chủ lạnh lùng nói, kiếp lực, đây chính là sở định thiên đạo. Trừ phi ngươi có thể làm chuyện nghịch thiên, nếu không, ngươi đừng làm mấy chuyện không thiết thực như vậy. Thật ngại qua, ta vừa lúc có thể nghịch thiên, Hạ Thiên thuận miệng nói. Ha ha, nghịch thiên, thiên sát ma chủ giống như nghe được chuyện cười lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai. Cho dù ở liên minh tu tiên, cái gọi là thiên tài nhiều vô số kể. Cho dù là thần quân, thần vương. Thậm chí là thần hoàng cách chân tiên một bước xa, cũng phải theo thiên đạo mà đi. Ngươi là cái thá gì mà cũng dám nói nghịch thiên. Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ, thật ngại quá, ta lại có thể. Ở cái nơi không có tiên khí, linh khí ít ỏi này, các ngươi ngay cả chó săn cho thiên đạo cũng không xứng. Thiên sát ma chủ càng thêm khinh thường, gần vạn năm qua có ai phi thăng đâu. Không có, thậm chí người có thể tiến vào sâu không vô tận cũng không. Còn ở nơi này khoác lác. Ngươi thích làm chó săn như vậy, ngươi cứ làm đi, ta không có hứng thú. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chờ ta đột phá hạn chế, ta muốn lúc nào phi thăng thì phi thăng. Về phần liên minh tu tiên, đến lúc đó ta có thể tùy tiện tiêu diệt bọn họ.
Ha ha ha, thiên sát ma chủ nhìn không được cười to lên, đúng là ếch ngồi đáy giếng, thấy được một tấc vuông đã cho rằng nhìn thấy cả thiên địa, đúng là tức cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? 3 vạn năm trước, đã từng có dạ đế có mộng đẹp như thế nhưng ông ta có chân kinh nghịch thiên, ngươi có cái gì? Hạ Thiên nghe được 4 chữ nghịch thiên chân kinh ngược lại cảm thấy hứng thú. Căn cứ theo khảo chứng, nghịch thiên bát châm của hắn rất có thể thoát thai từ bản nghịch thiên chân kinh này. Đương nhiên, quyển sách còn có một tên gọi khác, chính là Dạ Thiên Thư. Dạ đế là ai? Nghịch thiên chân kinh ở đâu vậy? Hạ Thiên nhìn không được liền hỏi. Thiên sát ma chủ nhạy bén cảm nhận được suy nghĩ của Hạ Thiên, cười nói, ha ha, tại sao ma ta lại phải nói cho ngươi biết? Nói ra, ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Hạ Thiên bảo đảm. Tiểu tử, ngươi đúng là cuồng đến không biết mùi vị gì cả. Thiên sát ma chủ tự giác chế trụ luồng linh lực khó hiểu trong đầu, thái độ đối với Hạ Thiên lại càng thêm không khách sáo, ta không ngại nói cho ngươi biết, dạ đế đã sớm bị bách lão liên minh tu tiên liên hợp tiểu sát. Nghịch thiên thư cũng bị thiêu hủy, ta nghe nói có vài trang được lưu truyền ra ngoài, nhưng cũng không nghe nói có ai luyện được thần thông trong quyển nghịch thiên chân kinh đó. À, chẳng lẽ? Lúc này, thiên sát ma chủ bỗng nhiên nhớ đến một lời đồn, cũng là nguyên nhân phù diêu tiên tử lựa chọn nơi tiên khí không có này làm nơi trục xuất cuối cùng. Trên người ngươi có nghịch thiên bát châm, hai mắt thiên sát ma chủ sáng lên ánh sáng dọa người, nếu là như vậy, có một số việc ngược lại đã nói thông. Chỉ là, một phàm nhân như ngươi, làm sao có thể lĩnh ngộ được ảo diệu vô thượng của nghịch thiên bát châm chứ? Hạ Thiên lẩm bẩm, xem ra, nghịch thiên bát châm đúng là có liên quan đến nghịch thiên chân kinh. Thiên sát ma chủ bắt được chút thất thần của Hạ Thiên, ngón giữa và ngón trỏ giơ lên, một lần nữa bóp kiếm quyết chỉ về hướng Hạ Thiên, đi. Mấy chục kiếm khí màu trắng lập tức ngưng kết mà thành, chém về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không phân tâm nữa. Lấy ra định hải thần châm, một thức châm ngoại châm nghênh đón ra ngoài. Sao? Lần này, lại là Hạ Thiên thua. Mấy chục luồng kiếm khí màu trắng, chỉ có một ít bị vòng xoáy linh khí đánh tan, còn lại thế như phá trúc chém đến trước mặt hắn. Kiếm khí tuy nhiều nhưng không hề lộn xộn, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. 12 luồng kiếm khí tinh thuần nhất chính diện chém về phía mặt Hạ Thiên. Có 6-7 luồng phân hai bên trái phải. Còn lại vây quanh sau lưng Hạ Thiên, hoặc treo cao trên đỉnh đầu hắn, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào cho một kích cuối cùng. Đây không phải kiếm khí mà là một bộ kiếm trận hoàn chỉnh. Phối hợp lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau, vô cùng hoàn mỹ, không hề có sơ hở. Nhìn qua, Hạ Thiên dường như không có chỗ trốn, cũng không có khả năng trốn. Tiểu tử, khi chiến đấu với ma ta mà còn dám phân tâm, người đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Thiên sát ma chủ cười lạnh, không khỏi đắc ý nói, cao thủ đọ sức, thắng bại thường trong một suy nghĩ. Đây cũng là nguyên nhân mà ngươi thất bại. Đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội để được dạy dỗ thêm. Bị kiếm trận vây quanh, Hạ Thiên vẫn không chút hoang mang, gương mặt vẫn vân đạm phong khinh như cũ. Đám ngớ ngẩn các ngươi luôn tự cho là đúng. Hạ Thiên nhếch miệng, nhe răng cười, ngươi bị lừa rồi, bây giờ ngươi mới thật sự khó thoát khỏi cái chết. Ngón giữa và ngón trỏ tay trái thiên sát ma chủ bóp chặt kiếm quyết, lạnh lùng nói, chỉ cần ma ta nhẹ nhàng khẽ động, ngươi sẽ bị kiếm trận chém thành bột mịn, từ đây tan thành mây khói, ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Vậy ngươi có biết chỉ cần ta nhẹ nhàng khẽ động một cái, Hạ Thiên mỉm cười phản bác, đầu của ngươi sẽ nổ tung, sau đó óc văng khắp nơi hay không? Về phần kim đan nguyên anh của ngươi, coi như đền bù ngân châm của ta. Thiên sát ma chủ ngẩn ra. Lúc này hắn ta mới hiểu được lời này của Hạ Thiên là có ý gì, chỉ là lừa hắn ta mà thôi. Lúc này, hắn ta quả thật có chút do dự, nếu sức mạnh Hạ Thiên đâm vào đầu hắn ta thật sự có kiếp lực, hắn ta sẽ chết. Hạ Thiên, thật ra giữa chúng ta cũng không có tử thù gì. Thiên sát ma chủ trầm tư một hồi, thử thăm dò, nếu các ngươi muốn thức tỉnh phù diêu tiên tử, chi bằng chúng ta hợp tác, như thế nào? Hạ Thiên cười hỏi ngược lại, bây giờ mới nói chuyện hợp tác, ngươi không cảm thấy đã hơi muộn rồi sao? Đương nhiên, cho dù ngay từ đầu ngươi muốn hợp tác với ta, ta cũng không đồng ý. Ngươi chỉ muốn thức tỉnh phù diêu tiên tử, còn có kiếp lực trong cơ thể nàng ấy. Thiên sát ma chủ cũng không cố gắng thuyết phục, cũng không thăm dò nữa, mà ta muốn chẳng qua chỉ là tự do mà thôi.
ta giúp ngươi thức tỉnh phù diêu tiên tử, ngươi giúp ta giải trừ khế ước vĩnh viễn giữa ta và nàng ấy, như thế nào? Đồng ý hắn ta đi. Khi Hạ Thiên còn chưa kịp phản ứng, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của một nữ nhân. Tại sao ngươi lại xuống đây? Hạ Thiên ngẩng đầu, phát hiện là cung chủ Thiên Cung. Cung chủ Thiên Cung lạnh lùng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, có chút tức giận, nếu không phải ngươi làm rối kế hoạch, ta cũng không xuống đây gặp tên ma đầu kia. Nào có kế hoạch gì đâu? Hạ Thiên khó hiểu hỏi, ngươi nói chuyện thức tỉnh phù diêu tiên tử không vội, chờ xử lý ma đầu xong rồi tính mà. Hắn ta cũng không dễ dàng bị đánh giết. Cung chủ Thiên Cung thở dài, nói với Hạ Thiên, hắn ta là ma chủ, cho dù chỉ còn sót lại một chút ma trùng, nhưng có thể ngóc đầu dậy bất cứ lúc nào. Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu ma tộc do ma trùng của hắn ta dưng dục ra không? Mỗi một ma trùng đều có thể giúp cho hắn ta phục sinh một lần. Ngươi có thể giết được một mình hắn ta, nhưng ngươi có thể giết sạch tất cả ma trùng sao? Hạ Thiên lấy làm lạ hỏi. Vì sao lại không thể? Cho dù ngươi có thể, cũng phải cần rất nhiều thời gian. Bây giờ cái mà chúng ta thiếu chính là thời gian. Cung chủ Thiên Cung bó tay với tính cách tự đại của Hạ Thiên, chỉ biết nghiêm túc nhắc nhở, ngươi đừng quên, ba thần tướng kia, còn có thần quân có thể đến đây bất cứ lúc nào. Nếu tu vi của ngươi vẫn không đột phá, hoặc phù diêu tiên tử vẫn không thức tỉnh, chúng ta hoàn toàn tiêu rồi. Bây giờ không phải là lúc ngươi có thể chơi đùa. Ta không có chơi đùa, ta đang làm chính sự. Hạ Thiên thuận miệng phản bác, nếu ngươi muốn hợp tác với tên ngốc này, đến lúc đó bị hắn ta cắn ngược cũng khó nói. Cung chủ Thiên Cung thản nhiên nói, không quản được nhiều như thế. Thức tỉnh phù diêu tiên tử, hết thảy vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Liên minh tu tiên phái thần quân đến, rốt cuộc các ngươi đã làm gì? Thiên sát ma chủ nghe đến đây. Ngược lại có chút kinh ngạc, nơi này chẳng qua là một nơi không có tiên khí, không thể khiến liên minh tu tiên chú ý. Trừ phi, nói đến đây, ánh mắt của hắn ta không khỏi rơi xuống người Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi nhìn cái gì? Ta đã lưu lại một chút kiếp lực trong đầu ngươi, ta có thể xử lý ngươi bất cứ lúc nào. Cũng đúng. Thiên sát ma chủ lập tức chế giễu lại, trong cơ thể của ngươi cũng lưu lại ma chủng của ta. Mà ta muốn hủy ngươi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hạ Thiên thuận miệng nói, ma chủng của ngươi đã bị ta phá giải, chẳng có lợi ích gì cả. Ha ha, ngươi cho rằng ma ta ngu xuẩn như ngươi sao? Thiên sát ma chủ khẽ cười một tiếng, vẻ mặt như muốn nói ta đã nhìn thấu ngươi, nếu ngươi thật sự phá giải, ngươi đã sớm ra tay, cần chi phải nói nhiều với ta như vậy làm gì? Ta có thể xử lý ngươi và việc lưu lại một mạng cho ngươi cũng không phải cùng một chuyện. Hạ Thiên vẫn hờ hững nói, là nàng ấy không cho ta giết ngươi. Ta đối với nữ nhân của mình từ trước đến nay luôn tôn trọng. Nàng ấy nói sao, ta làm như vậy, chỉ thế mà thôi. Nữ nhân của ngươi, Thiên sát ma chủ quay sang nhìn cung chủ Thiên Cung một chút rồi lại nhìn Hạ Thiên một chút, nhìn không được liền cười ha hả, khí linh, ngươi hao hết sức lực ngưng tụ ra một nhục thân. Chẳng lẽ chính là để tiện nghi cho cái tên phàm nhân tiểu tử nhìn bình thường chẳng có gì lạ này. Cung chủ Thiên Cung cũng không tiếp lời, chỉ nói, mấy lời nói nhảm thì đừng nói nữa, chúng ta vào đề chính đi. Ta muốn ngươi giúp đỡ thức tỉnh phù diêu tiên tử. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ giải trừ khế ước vĩnh minh trên người ngươi. Ngươi nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Thiên sát ma chủ thu lại trào phúng, thản nhiên nói, khế ước là do phù diêu tiên tử và ta lập thành. Người có năng lực gì mà giải trừ? Bản thân ta có cách. Cung chủ Thiên Cung nói, cho dù ta không có, ta có thể thuyết phục nàng ấy giải trừ. Ngươi chỉ cần nói có đồng ý hay không mà thôi. Nàng ấy nhất định sẽ nghe ngươi sao? Thiên sát ma chủ vẫn có chút không tin tưởng lắm, hơn nữa, nàng ấy bế vạn năm sinh tử quan, cũng không tiện thức tỉnh. Cung chủ Thiên Cung cũng không trả lời vấn đề này, vẫn lạnh giọng hỏi, vậy thì không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần nói ngươi đồng ý hay không mà thôi. Được, mà ta đồng ý. Thiên sát ma chủ suy nghĩ một hồi, sau đó nói, tuy nhiên, nếu ngươi không thực hiện lời hứa của mình, mà ta sẽ khiến cho các ngươi đời đời kiếp kiếp chết không yên lành. Nếu việc này không làm được, chỉ sợ ai cũng không có đời đời kiếp kiếp. Cung chủ Thiên Cung lạnh lùng nói, năm đó, ngươi cũng làm không ít chuyện ác ở tu tiên liên minh, người bên kia đến cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên sát ma chủ nói, nói thẳng đi, ngươi muốn ta làm cái gì?
Muốn thức tỉnh nàng ấy, chúng ta phải cần rất nhiều linh khí chèo chống. Cung chủ thiên cung nói, người ở đây gần vạn năm, hẳn đã góp nhặt rất nhiều linh khí. Thiên sát ma chủ cười nhạo, ha ha, người muốn lấy hết linh khí của ta, sau đó giết ta đúng không? Được rồi, không nói nhiều nữa, bây giờ ta trực tiếp giết ngươi. Hạ Thiên cũng lười lãng phí thời gian với tên ngốc kia, đầu ngón tay sáng lên một cây ngân châm, đâm tới thiên sát ma chủ. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi, à. Thiên sát ma chủ ngưng thần đề phòng, kết quả đầu đau vô cùng, khiến cho hắn ta trong khoảnh khắc không có chút năng lực phản kháng, tại sao lại thế? Rõ ràng ngươi còn chưa đâm chúng mà. Châm này cũng không phải muốn đâm ngươi. Hạ Thiên cười nói, chỉ là dẫn kiếp lực trong đầu ngươi ra mà thôi. Đã như vậy, chúng ta đồng quy vu tận đi. Thiên sát ma chủ cắn răng, bóp quyết ngón giữa và ngón trỏ, ma chủng hóa thiên, kiếm khí hoành sinh. Sao? Lông mày Hạ Thiên cau một cái, cảm nhận được từng sợi linh khí bên trong cơ thể không bị khống chế mà ngưng tụ lại, giống như kiếm khí, dường như có thể chém lục phủ ngũ tạng hắn thành mảnh vỡ. Được rồi, náo đủ chưa? Cung chủ thiên cung bỗng nhiên vỗ một chưởng đánh tan kiếm khí bên trong cơ thể Hạ Thiên, lại một cước đạp bay thiên sát ma chủ ra ngoài, nếu các người muốn chết thì chọn thời gian khác mà chết. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn, ở lại đây cũng vô ích. Chờ người liên minh tu tiên đến lúc đó mọi người không muốn chết cũng phải chết. Đối với người trong liên minh tu tiên, thiên sát ma chủ ngược lại cũng không cảm thấy cấp bách. Hắn ta để ý chính là chân thân trước mắt. Tuy nói cho dù lần này chết đi, hắn ta còn có vô số ma chủng có thể trùng sinh, nhưng nguyên thân hiện tại là cái mà hắn ta hợp nhất. Hắn ta không muốn tùy tiện bỏ qua. Huống chi, nếu không có đầy đủ linh khí bổ sung, mỗi lần hắn ta phục sinh, thực lực sẽ giảm xuống một bậc. Chỉ sợ, cuối cùng hắn ta sẽ biến thành một phàm phu tục tử ở cái nơi rách nát này. Điều này hắn ta có thể đoán được nhưng lại không thể chịu được. Trước đó, không phải ngươi muốn giết chết hắn ta sao? Hạ Thiên có chút không hiểu nhìn cung chủ thiên cung, bây giờ ngươi nghĩ như thế nào lại chuyển sang lôi kéo hắn ta? Cung chủ thiên cung thản nhiên giải thích, mỗi thời mỗi khác. Trước đó, ta không biết tình huống của hắn ta là gì, thuộc về nhân tố không ổn định. Bây giờ hắn ta đã có chỗ cầu, ngươi có thể ước chế hắn, dĩ nhiên tạm thời có thể lôi kéo hắn ta rồi. Ngươi đúng là thẳng thắn. Thiên sát ma chủ thấy đối phương không chút kiêng kỵ bàn bạc trước mặt hắn ta, không khỏi cười lạnh, được, ta hợp tác, ngoại trừ chỗ tốt vốn có, ta còn có một điều kiện ngoài định mức. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi cứ việc nói, ta chưa chắc sẽ đồng ý. Thiên sát ma chủ chỉ tay vào Hạ Thiên, lạnh lùng nói, chờ sau khi chuyện thành công, ta sẽ đánh một trận thống khoái với ngươi, bất luận sinh tử, ngươi có dám tiếp nhận hay không? Rất tốt, ta cũng có suy nghĩ này. Hạ Thiên cười nói, thiên sát ma chủ ngược lại là người nóng tính, thu hết số linh tương còn lại trong hồ, cất cao giọng nói, vậy thì bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Nói xong, ba người cùng nhau bay ra khỏi hồ nước tựa như vực sâu. Vừa nhảy ra, ba người đã rơi xuống đài cao chính giữa hồ nước. Lúc này, đa số người bên ngoài đã bị đuổi đi, cửa cực tiên mộ cũng đã được phong bế. Chuyện gì xảy ra thế? Triệu Vũ Cơ nhìn thấy có thêm một nam nhân xa lạ, không khỏi giật mình, chẳng lẽ hắn ta chính là thiên sát ma chủ? Thiên sát ma chủ thản nhiên đáp lại, không sai, ta chính là thiên sát ma chủ. Khi nói chuyện, hắn ta bỗng nhiên liếc nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ những nữ nhân ra, chỉ còn lại hai ba tu tiên giả khác. Các ngươi đã đưa ma chủng của ta đi đâu rồi? Thiên sát ma chủ cau mày, có chút tức giận hỏi. Cung chủ thiên cung thản nhiên đáp. Nhằm đề phòng chẳng may có chuyện xảy ra, người không có phận sự đều bị đuổi ra ngoài. Nếu các ngươi đổi ý, chẳng lẽ ma ta phải chịu các ngươi vây công sao? Thiên sát ma chủ cảnh giác nói, thậm chí ngay cả cơ hội mượn ma chủng sống lại cũng không có. Triệu Vũ Cơ tiện tay chỉ về phía hai tu tiên giả còn lại, không phải còn hai người sao, đủ cho ngươi dùng rồi. Hạ Thiên nhìn hai người kia, phát hiện nhìn có chút quen mắt, nhưng lại không có ấn tượng quá sâu. Hai người kia chính là Long Lão Nhị Long Gia Long Hưng Vân mà hắn đã gặp qua, còn có Tiêu Quân Tiện của Tiêu Gia, chỉ là không biết vì sao không bị đám người Tô Bối Bối đuổi đi, hoặc cũng có thể là chưa đến lượt. Giữ bọn họ lại, Triệu Vũ Cơ cất cao giọng nói. Nghe xong,
chúng nữ đang định sử dụng truyền tống phù truyền tống hai người cuối cùng này đi liền ngừng lại. Có thể bắt đầu được chưa? Cung chủ Thiên Cung lạnh nhạt nhìn Thiên Sát Ma Chủ. Thiên Sát Ma Chủ dò xét hai người này, phát hiện trong cơ thể bọn họ xác thực có ma chủng của hắn ta, hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có dị dạng gì, vậy thì bắt đầu thôi, các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Vừa rồi, chúng ta đã đóng cửa cực tiên mộ, Triệu Vũ Cơ thuận miệng đáp, cũng đã thiết lập trận pháp, lát nữa sẽ khởi động. Tất cả mọi người giữ một phương vị. Cung chủ Thiên Cung tiếp lời, người ở giữa làm trận nhãn của trận pháp, không ngừng rót linh khí cho Hạ Thiên. Các ngươi có thể xác định hắn có thể thức tỉnh phù diêu tiên tử. Thiên Sát Ma Chủ có chút hoài nghi nhìn Hạ Thiên, tu vi của hắn nhìn sao cũng không thấy cao, có thể chịu đựng được sao? Ngươi cũng biết hắn thân phụ nghịch thiên bát châm, mà còn làm bộ hỏi làm gì? Cung chủ Thiên Cung vạch trần, ngoại trừ nghịch thiên bát châm, ở cái nơi bỏ đi này cũng không có thứ gì có thể thức tỉnh phù diêu tiên tử. Hạ Thiên nghe mọi người nói nhảm, có chút không kiên nhẫn, mau bắt đầu đi. Nếu còn nói nhảm nữa, món ăn sẽ lạnh. Các ngươi tốt nhất nên tuân thủ lời hứa, bằng không, mà ta chắc chắn sẽ chém tận giết tuyệt các ngươi. Thiên Sát Ma Chủ lạnh giọng cảnh cáo, các ngươi đừng cho rằng ta làm không được. Gần vạn năm qua, ma chủng ta đã sớm trải rộng mặt đất. Nếu muốn giết các ngươi sẽ không phòng được. Nói xong, hắn ta bỗng dưng phóng người lên, rơi xuống đài cao, khoanh chân ngồi xuống, sau đó phóng linh khí trong cơ thể ra ngoài. Mọi người ai vào chỗ nấy? Triệu Vũ Cơ dặn dò những người khác, tuy nhiên, nhất định phải đề cao cảnh giác, dự phòng thay đổi bất cứ lúc nào. Tô Vô Song chỉ vào Long Hưng Vân và Tiêu Quân Tiện, hai người kia bố trí như thế nào? Không cần để ý đến bọn họ. Hạ Thiên tiện tay lấy ra hai ngân châm bắn tới hai người, ngân châm trong nháy mắt thấu thể mà vào. Cung chủ Thiên Cung nói với Hạ Thiên, ngươi và ta cùng lên đài cao, nghĩ cách mở ra huyền tinh tiên quan. Lúc này, đột nhiên có một bóng người xa lạ từ xa nhào đến, đồng thời quát to, khoan đã, ai cũng không thể động vào huyền tinh tiên quan. Hạ Thiên nhìn cũng không nhìn người đến, một ngân châm đâm qua. Ngân châm phá thể mà vào. Đối phương bỗng nhiên bị định trụ, ngã xuống trước mặt Hạ Thiên và cung chủ Thiên Cung. Người này kinh ngạc, miệng hơi mở ra, muốn nói cái gì đó mà không nói được. Hắn ta là ai? Cung chủ Thiên Cung nhìn người đến, cảm giác có chút lạ lẫm, không khỏi hỏi. Hạ Thiên đáp, ông ta tên Từ Côn Luân, là cha của Cửu Nha Đầu, trước là trưởng môn của một môn phái ở tiểu tiên giới, tạm thời không cần để ý đến. Từ Côn Luân hoàn toàn không nghĩ đến Hạ Thiên lại không nói tốt cho ông ta. Dù sao ông ta cũng là nhạc phụ của hắn mà. Dường như ông ta có chuyện gì đó quan trọng cần nói. Triệu Vũ Cơ như có điều suy nghĩ, vội nói với Hạ Thiên, không thì nghe ông ta nói thử xem. Cung chủ Thiên Cung có chút do dự, nhưng cũng có suy nghĩ như thế. Nếu chẳng may bên ngoài xảy ra chuyện lớn, cũng còn có thể kịp phòng bị. Không cần. Hạ Thiên khoát tay, hờ hững nói, trước mặc kệ ông ta, làm xong chuyện trước mắt rồi nói. Cũng đúng. Cung chủ Thiên Cung tập trung tinh thần, việc cấp bách bây giờ là thức tỉnh phù diêu tiên tử. Những cái khác không quan trọng, cũng không thể đánh loạn tiết tấu được. Triệu Vũ Cơ hơi suy nghĩ, cũng đoán được ý trong lời nói của Hạ Thiên và cung chủ Thiên Cung. Từ Côn Luân chạy đến ngăn cản khi bọn họ sắp mở quan tài, khẳng định không thể nào không có lý do. Ông ta cũng không phải hạng người cố tình gây sự. Như vậy, bọn họ rất có thể sẽ sinh ra hoài nghi với hết thảy những gì đang làm hiện tại. Hoài nghi thì sẽ do dự thì sẽ bại. Bây giờ, sai lầm không thể phạm nhất chính là do dự. Thức tỉnh phù diêu tiên tử chính là để nghênh chiến thần quân của liên minh tu tiên sắp đến. Nếu không làm được, chỉ dựa vào bọn họ, chưa chắc đã chống cự được. Cho dù giải quyết thần quân, liên minh tu tiên lại cử đến thần vương, thần hoàng, bọn họ lại càng phải ứng đối như thế nào? Có phù diêu tiên tử, bọn họ chẳng những có thể mau chóng giải quyết thần quân sắp đến, mà còn có thể biết được ảo diệu chân chính của kiếp lực, từ đó đột phá gông cùm xiềng xích thứ nhất của độ kiếp kỳ. Thậm chí nàng còn có thể trợ giúp Hạ Thiên lĩnh ngộ được nghịch thiên đệ bát châm. Đến lúc đó, không chỉ các nàng, toàn bộ trái đất mới có thể chân chính gối cao đầu mà không lo. Cho nên, mặc kệ Từ Côn Luân muốn nói gì, cũng không thể để ông ta nói ra, tránh ảnh hưởng quân tâm,
trước cứ làm xong việc rồi nói. Từ Côn Luân im lặng, các ngươi tốt xấu gì cũng nên để cho ta lên tiếng chứ. Các ngươi nói nhảm xong chưa? Thiên sát ma chủ có chút mất kiên nhẫn, mà ta không rảnh rỗi lãng phí thời gian với các ngươi ở đây. Đương nhiên, có người này ở đây cũng là một trong những nguyên nhân Triệu Vũ Cơ tán đồng Hạ Thiên không cho Từ Côn Luân lên tiếng. Đi thôi. Hạ Thiên thuận thế ôm eo cung chủ Thiên Cung, bay đến đài cao, ở đó có một quan tài hình thù kỳ quái đang đặt. Quan tài nhìn bên trên rộng, bên dưới hẹp, giống như một tảng đá cuội. Quan tài dài khoảng 12-13 mét, cao 8-9 mét, bên trên có đường vân tinh mịn và vô số lỗ nhỏ cùng với đường vân lõm xuống, không biết là văn tự hay là đồ án nữa. Điều quỷ dị chính là, những lỗ nhỏ này không giống như chết mà là sống, đóng mở rất có tiết tấu, giống như đang hô hấp. Tiên quan này dùng huyền tinh linh ngọc trong sâu không vô tận để tạo thành. Cung chủ Thiên Cung vừa quan sát chuyển động có vận luật của huyền quan vừa giải thích với Hạ Thiên, loại ngọc này cực kỳ có linh tinh, có thể cảm ứng hung cát họa phúc, hơn nữa bên trong còn có cơ quan cực kỳ phức tạp, cộng thêm có 99 tầng chất chồng, đan xen nhau. Người nhất định phải sử dụng nghịch thiên bát châm giải khai từng nút thắt, còn phải nghĩ cách thuần phục bọn chúng. Nhớ kỹ, người tuyệt đối không được dùng sức mạnh, một khi phạm sai lầm, đám linh ngọc này sẽ ngưng kết thành ngọc chết. Hóa thành một thể với nhục thân Phù Diêu tiên tử. Khi đó có thức tỉnh nàng cũng vô dụng. Hạ Thiên nghe qua có chút không hiểu, đầu óc Phù Diêu tiên tử có bệnh sao? Tại sao lại bày ra nhiều chuyện như thế? Một là sợ người hữu tâm trộm mộ, hai là sợ người khác quấy nhiễu vạn năm sinh tử quan của nàng. Cung chủ Thiên Cung lạnh nhạt, nói tiếp, hiện tại, toàn bộ nơi này đang bước vào thời khắc sinh tử tồn vong, cũng không thể quản nhiều như vậy. Hạ Thiên nhếch miệng, vậy thì bắt đầu thôi. Cung chủ Thiên Cung lấy ba khối cổ ngọc có hình thù kỳ quái, bỏ vào ba cái lỗ bên trên tiên quan. Vù! Một âm thanh cực nhẹ vang lên, những cái lỗ kia đột nhiên sáng lên, toát ra từng sợi khí tức màu trắng. Rất nhanh, toàn bộ tiên quan giống như một con cự thú tỉnh lại từ viễn cổ. Những lỗ nhỏ tinh mịn biến thành vô số cái miệng, nhanh chóng hấp thu linh khí trong cực tiên mộ. Chúng nữ riêng phần mình chiếm một góc cực tiên mộ, vận linh khí, định trụ trận pháp, tránh cho trong nháy mắt bị tiên quan móc rỗng. Thiên sát, đến ngươi. Cung chủ Thiên Cung nói, ngươi tốt nhất nên cố gắng chống đỡ, kẻo uổng phí sức lực của tất cả mọi người. Không cần ngươi nói. Thiên sát ma chủ cũng rất nghiêm túc, hơi vận công một chút, hai tay bấm quyết, linh khí màu trắng không ngừng từ cơ thể hắn ta xông ra. Huyễn hóa thành một đóa hoa sen màu trắng bọc lại toàn bộ đài cao. Đến ngươi. Cung chủ Thiên Cung chờ thêm vài giây, sau đó khoanh chân ngồi xuống trước mặt hai người Hạ Thiên, ta sẽ dùng ý thức truyền tống ngươi vào bên trong tiên quan, sau đó ngươi sẽ dùng nghịch thiên bát châm phá giải cơ quan và trận pháp bên trong. Ngươi nhìn như vậy xinh đẹp hơn. Hạ Thiên cười nói. Ngươi đứng đắn một chút đi, bây giờ không phải lúc đùa giỡn. Cung chủ Thiên Cung trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó giải thích, thời gian chúng ta không nhiều. Ta chỉ nói một lần, nếu ngươi thất bại, mọi người sẽ uổng phí sức lực. Đến lúc đó thần quân của Liên Minh Tu Tiên đến, chúng ta sẽ tiêu đời. Hạ Thiên thành thật trả lời, có ta ở đây, không có cái gì là không xong. Có lẽ vậy, cung chủ Thiên Cung cũng không tranh cãi với Hạ Thiên. Nhưng ngươi có thể đảm bảo ngươi sẽ bảo vệ tất cả mọi người bình yên vô sự khi chiến đấu với thần quân hay không? Nghịch thiên bát châm có thể phục sinh bất cứ người nào. Hạ Thiên nói, cái mà ngươi gọi là phục sinh, thật ra khi cuộc sống của người khác vừa đoạn, ngươi đã dùng nghịch thiên bát châm kéo sinh cơ của bọn họ trở về. Cung chủ Thiên Cung lắc đầu cười khổ, có chút bi quan, nhưng ngươi không thể tưởng tượng được uy năng của thần quân. Hắn ta giết người. Nhất định sẽ oanh sát đối phương đến cặn bã, thần hồn câu diệt. Đến lúc đó, người muốn phục sinh, chỉ sợ đối tượng thi châm cũng không còn. Thiên sát ma chủ có chút gấp lên, quát lớn, các ngươi còn nói nhảm cái gì thế? Không phải muốn tiêu khiển ma ta sao? Nhiều lời vô ích, nếu ngươi vẫn khư khư cố chấp, vậy thì tùy ngươi. Cung chủ Thiên Cung thản nhiên nói, nhưng ý vị thâm trường, chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận. Cho dù ngươi có danh xưng thiên hạ đệ nhất thần y. Không đợi Hạ Thiên nói cái gì, nàng bóp một thủ ấn cổ quái, tay trái đặt trước ngực, tay phải điểm vào mi tâm Hạ Thiên. Hãy cảm nhận nó,
sau đó thuận theo, chúng ta chỉ có 3 ngày. Cung chủ Thiên Cung nói xong liền im lặng, nhưng thanh âm lại vang lên trong đầu Hạ Thiên, nhớ kỹ, tuyệt đối không được dùng sức mạnh. Nếu nhất thời không cách nào đột phá, trước thu hồi tinh thần, sau đó lại vào. Hạ Thiên nói, không cần cứ lặp đi lặp lại như vậy, ta biết làm thế nào. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó từ trong đầu mình bay ra, sau đó chui vào tiên quan. Sao? Sau khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đang ở bên trong một gian phòng trống rỗng. 4 vách tường màu trắng nhưng bên trên không có đỉnh, mà là một bầu trời. Đây chính là thế giới bên trong tiên quan sao? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn chung quanh, phát hiện không có đầu mối, cũng chẳng nhìn thấy Phù Diêu tiên tử. Đừng nói là tiên tử, ngay cả cái gọi là cơ quan, trận pháp cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ ta vào sai chỗ? Hạ Thiên lẩm bẩm, sau đó đứng lên cẩn thận kiểm tra gian phòng. Không có cửa ra vào. Không có cửa sổ. Không có lỗ hổng. Cũng không có bất kỳ trang trí nào. Chỉ có 4 vách tường màu trắng không có gì lạ. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở bên trên? Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó vận phiếu miểu bộ, cả người bay lên, muốn nhảy lên vách tường. Sao? Tuy nhiên, điều khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là bức tường 4 phía theo hắn phi hành mà cao lên. Hắn bay cao bao nhiêu, bức tường dâng cao bấy nhiêu. Bất luận hắn dùng phiếu miểu bộ, chỉ xích thiên nhai hay là thân pháp gì khác, hết thảy đều vô dụng. Bức tường 4 phía vẫn một mực song hành với hắn, không cho hắn cơ hội thoát khỏi gian phòng. Phù Diêu tiên tử đúng không? Có phải ngươi đang giở thủ đoạn đúng không? Hạ Thiên có chút khó chịu hỏi. 4 phía vẫn im lặng, không hề có câu đáp lại. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, nếu không đáp lại, ngươi có tin ta phá hủy 4 bức tường chắn này của ngươi không? Nói là làm, Hạ Thiên trực tiếp đánh tới 1 bức tường. Nắm đấm rắn chắc đánh vào bức tường nhưng không hề phát ra chút âm thanh. Sao? Hạ Thiên không khỏi nghi ngờ. Lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, vì thế hắn lại nắm chặt nắm đấm đánh qua. Tương tự, vẫn không có âm thanh phát ra, vách tường cũng không cho hắn bất kỳ phản hồi nào. Loại cảm giác này quá quỷ dị. Hạ Thiên nhất thời có chút không thể nào hiểu được. Nắm đấm của hắn có đánh vào không khí cũng sẽ có vang vọng, cũng sẽ có phản hồi. Tại sao ở đây, nắm đấm của hắn đánh ra lại giống như không hề tồn tại? Thử thêm mấy lần, Hạ Thiên mới không cam lòng thu lại nắm đấm, sau đó lấy ngân châm đâm tới vách tường. Ngân châm không chút trở ngại đâm vào vách tường giống như đâm vào miếng đậu hũ. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn chơi trò gì. Hạ Thiên nghĩ như vậy, lập tức rót băng hỏa linh khí vào trong, vận đệ nhất châm của nghịch thiên bát châm. Bù! Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng vang cực nhẹ. A! Hạ Thiên nghe được âm thanh này, dường như có chút quen tai. Trong lúc hắn đang muốn thử lại, bỗng dưng màn trời trên đầu rơi xuống, giống như trời sập. Màn trời như một thanh cự kiếm che trời, chém thẳng xuống đỉnh đầu của hắn. Phốc! Hạ Thiên không thể tránh, bị màn trời đập vào đầu, há miệng phun ra một ngụm máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 192.